Tối cường cùng bạo yêu nghiệt hệ thống chương 608, phong hỏa vũ phiến. 30 cấp tiên thiên thần vật. Sưu. Rời đi thành trấn, tầng thiên bay về phía cái kia xoay quanh hỏa diễm lưu quan dị tượng chân trời. Ven đường, còn đụng phải không ít đội hình, đều là đi cùng một cái phương hướng. Hơn một canh giờ sau. Tầng thiên thân hình rơi vào một tòa, to lớn to lớn hẻm núi thiên không. Ở đây, dĩ nhiên là tụ tập, hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh, tỷ như tầng thiên loại này giả cô thiền, lẽ loi một mình, ngược lại là không có, hoàn toàn là top 5 top 3, hoặc là mấy chục người cùng thuộc một cái đội hình. Thiên không phía trên, lưu hỏa dị tượng căn nguyên, chính là từ cái này hẻm núi chỗ sâu nổ, tầng thiên lông mi một vòng ảm đạm xem ra, cũng không phải là hàm dương ấn ký giáng lâm tại hoành vân đại lục bên trên, mà là có vật đặc thù, ở chỗ này xuất thế, sẽ là gì chứ? Vương cấp chân thần cảnh cường giả, nhìn mãi quen mắt, ở đây qua hơn trăm người. Còn có mười cái thân ảnh, quát ra khủng bố lớn mạnh khí tức, một trăm phần trăm là đại vương cấp chân thần cảnh cấp độ. Đám người nín thở, lặng lặng cùng đợi. Đến rồi lúc xế chiều, mặt trời chậm rãi rũ xuống rơi vào đại địa cuối cùng. Chiếm cứ tại thiên không cái kia lưu hỏa dị tượng, mới là biến mất không còn tâm tích. Trong hạp cốc, một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh hỏa diễm từ từ bay lên, thay thế vạn trượng hỏa dương, tản ra ấm tốc độ cùng sáng lên tốc độ, chiếu rọi lập tức sẽ bị màn đêm bao phủ tứ phương cùng cuộn thiên địa, khiến lòng người nghiêm nghị. Thần cấp tam câu ngọc Rine Saringan mở ra vận chuyển. Tần thiên liếc một cái nhìn rõ, đây không phải là một đám lửa, mà là một thanh từ phượng vũ biên đang thành vũ phiến, toàn thân hỏa diễm lưu quan bao khỏa, mới là chợt nhìn, giống như một đám lửa hừng hực. Vũ phiến bên trên, điêu khắc đại lượng tự nhiên mà thành, ngược dòng tìm hiểu viễn cổ phù văn chữ viết truyền ra cao thần bí tiếng vượng hót. Để cho người ta có gan, tay cầm này phiến, vung lên phía dưới, vạn vật càng khôn, giống nhau đốt cháy vì là hư ảo cảm giác, dù sao cái đồ chơi này, 100% không phải tầm thường pháp bảo lợi khí. T. Cái này tối thiểu là trên 30 cấp tiên thiên thần vật nha. Có một cái đại vương cấp chân thần cảnh tu vi lão giả, ngữ khí kích động nói nói, thiên mang giới, trèo lên được điện đường, thuộc về tiên thiên thần vật. Tiên thiên thần vật lại là nhất cấp đến 99 cấp, một kiện trên 30 cấp tiên thiên thần vật, tại cái này Hoành Vân Đại Lục bên trên. Thiên cổ hiếm thấy a. À. Nếu ai chiếm cứ nắm trong tay này vũ phiến, vô địch Hoành Vân Đại Lục, dễ như trở bàn tay. Tần Thiên nghe vậy, nhớ tới bản thân Thương Băng Huyết thần kiếm. Lúc trước vẫn Thạch Thiên hàng, tại Thiên Thạch Nội Bộ chính là thanh này, Thương Băng Huyết thần kiếm. Trước kia, Tần Thiên liền hiểu rồi, Thương Băng Huyết thần kiếm thuộc về tiên thiên thần vật, không nghĩ tới chính là tiên thiên thần vật phẩm giai chia làm nhất cấp đến 99 cấp, lại nhìn ngọn lửa kia phượng vũ phiến ba động, rất xa thắng qua thương băng huyết thần kiếm. Được. Ta nhất định phải đạt được cái này cây quạt. Bất quá trực tiếp xông lên đi, đó là tự tìm đường chết, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng, đại vương cấp chân thần cảnh tu sĩ, nơi này chính là có mười mấy người đây, để bọn hắn kiếm cái ngươi chết ta sống, ta xuất hiện ở đầu lửa nóng thần sắc tham lam, tràn ngập tại, mỗi mắt của một người vành mắt bên trong, nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, cục diện một lần yên lặng, chưa từng có người chạm đến rủi ro nhiều người tức giận, dẫn đầu đi tới gần cái kia hỏa diễm phượng hoàng vũ phiến. Nhưng là, kéo dài thêm, sớm muộn tăng thêm biến cố. Đại vương cấp chân thần cảnh tu vi nam tử trung niên, trước tiên mở miệng quát nói các vị. Thiên địa thần vật, có năng giả cư chi. Ta nghĩ thực lực không đủ, muốn đục nước béo cò người, lập tức rời đi này địa. Không sai. Lại là một cái đại vương cấp chân thần cảnh tu vi cường giả, gật đầu đồng ý. Ha ha, những cái này ba ba tôn, đầu óc vẫn rất linh quan nha, tần thiên sờ lên chóc mũi, không có cách nào đã như vậy, ta liền binh đi nước cờ hiểm. Thất thập nhị biến, định thân thuật. Thần diệu biến hóa thủ đoạn, đem thiên địa càng khôn, lâm vào dừng lại hình ảnh cảnh tượng thừa dịp điện quan hỏa thạch công phu tần thiên gọi ra cân đẩu vân xông lên phía trước đem phượng hoàng hay a ma thu nhập động lực dị độ không gian lại sau đó dậm chân một cái trúng hướng phương xa nửa cái hô hấp sát na động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành giống như thiếu niên thường thường thì làm loại này hoạt động đã là quen việc dễ làm a à. lấy lại tinh thần mười cái đại vương cấp chân thần cảnh cường giả lửa giận ngút trời tiểu tử kia dùng cái gì yêu pháp chấn nhiếp chúng ta thiên cấp chân thần cảnh 30 bước thấp kém thực lực dám đoạt thức ăn trước miệng cọp hắn là chán sống rồi lập tức truy đem hắn chém thành muôn mảnh hưu hưu truy đuổi một màn trình diễn dẫm lên thất thải ráng mây thiếu niên phía sau là che khuất bầu trời thân ảnh cắn chặt không thả thề không bỏ qua cấp địa bạo thiên tinh thần uy giảo sát. Tần Thiên xuất ra thần cấp tam câu ngọc Trine Saringan đồng lực, chế tạo ra ràng buộc. Ầm. Um, Ầm. Um, Ầm. Um. Từng mai từng mai uy lực mười phần, tựa như lựu đạn khổng lồ thiên thạch từ trời rơi xuống. Còn có phạm vi lớn không gian chi lực lôi kéo thôn vệ. Còn có thể đột phá những thủ đoạn này, tuy tung khóa chặt tần thiên, chính là cái kia mười cái, đại vương cấp chân thần cảnh nhân vật tồn tại. Thất thập nhị biến, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thất Thập Nhị Biến, Hoàng Cùng Phong Thất Thập Nhị Biến, Ngũ Hành Càng Khôn Thất Thập Nhị Biến, Hàng Yêu Phục Ma Thất Thập Nhị Biến, Hô Phong Hoáng Vũ Thất Thập Nhị Biến, Tác Đậu Thành Binh Tần Thiên tiếp tục, vẫn sử dụng thủ đoạn, nhiễu loạn phía sau truy sát mình người A. À, tiểu Tạp Toái, ngươi không cần chạy, những cái này điêu trùng tiểu kỹ, làm sao có thể ngăn cản chúng ta thân hình khôi ngô đại hán vạm vỡ triển lộ ra đại vương cấp chân thần cảnh 70 bước tu vi lực lượng một tiếng quát mắng cách không bàn tay cầm ra thiên địa thần lực phun trào giống như vô hình trào lưu bốn phương tám hướng đè ép mưu toan cầm cố lại lao vùng vụt tầng thiên ha ha còn truy đúng không xem ra không thấy máu các ngươi là chưa từ bỏ ý định tầng thiên tà ác liếm môi một cái đinh đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh mở ra tà giáo, bất tử chi thân. Nhắc nhở chủ ký sinh, tà giáo bất tử chi thân hình thái, duy trì hiệu quả 5 phút đồng hồ, sau đó rơi vào suy yếu giai đoạn. Giữ tận màu trắng đen sắc thái, phủ đầy toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt. Tần Thiên trong tay thương băng huyết thần kiếm nhảy ra. Quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt tại cái kia gào khóc khôi ngô đại hán vạm vỡ trên người. Ân Tiểu tử này, đại vương cấp chân thần cảnh 70 bước tu vi khôi ngô mồ hôi, không biết vì cái gì, bị tầng thiên ánh mắt khóa chặt, hắn có loại sợ hết hồn hết vía khủng hoảng. Hắc hắc. Tới đi. Trải nghiệm thống khổ đi. Ta đem tử vong vui vẻ, chia sẻ cho ngươi. Tần thiên điên cùng gào thét chói tai lấy, thương băng huyết thần kiếm, xuyên qua đâm thủng bộ ngực của mình, trái tim đều là bị đâm xuyên, máu tươi bao phủ thiên không. Chuyện gì xảy ra? tiểu tử kia ma chướng vẫn là điên rồi tự mình hại mình mở một đám đại vương cấp chân thần cảnh tu sĩ trăm mối vẫn không có cách giải giật nảy mình a à. tiếng kêu thảm thiết lập tức nổ tung là đại hán vạm vỡ ra a à a à. như mổ heo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang vọng lại là đại vương cấp chân thần cảnh 70 bước tu vi đại hán vạm vỡ vọng lại lập tức truy sát tần thiên mười cái đại vương cấp chân thần cảnh cường giả đưa mắt nhìn nhau chuyện gì xảy ra là tiểu tử kia tại tự mình hại mình nha gào thảm cũng nên là tiểu tử kia hắn kêu cái gì ta ta đây là thế nào đại hán vạm vỡ sờ lên máu thịt be bét không ngừng chảy ra nóng hổi huyết dịch ngực tại sao sẽ như vậy ta cũng không nhận được công kích nha a à, cạc 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 thống khổ đi thể sẽ chết vui vẻ Tần thiên ngửa mặt lên trời cười to, thương băng huyết thần kiếm, lại là vô tình quán xuyên bụng của mình. Phốc phốc. Sau một khắc, đại hán vạm vỡ, hoa qua thổ huyết. Yêu nghiệt. Là cái nào yêu nghiệt dùng yêu pháp, đem hắn bị tổn thương, dời đi sao? Một đám cường giả, xem như hiểu được. Trên đời tại sao có thể có tà ác như thế thủ đoạn? Ghê tẩm yêu nghiệt. Không để cho chúng ta đuổi kịp ngươi, nếu không tất nhiên đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Làm ta sợ đâu. Xem ra muốn để cho các ngươi tất cả mọi người, thể hội một chút mùi vị của thống khổ. Tần thiên ý niệm, khóa được 10 cái đại vương cấp chân thần cảnh nhân vật, thương băng huyết thần kiếm, từ mi tâm đi vào, cái óc đi ra. Không. 10 cái đại vương cấp chân thần cảnh cường giả, đầu nổ tung, máu tươi triệt để, nhiễm đỏ thương khung cùng đại địa. Tần thiên thuận thế, dẫm lên cân đẩu vân, nhanh tốc độ phát huy vô cùng tinh tế thi triển, bỏ trốn mất dạng. Phá toái đầu khép lại diễn sinh, 10 cái đại vương cấp chân thần cảnh cường giả, chưa tỉnh hồn, sắc mặt tro tàn trắng bạch, thật là đáng sợ, có loại này khủng bố sợ hãi yêu pháp, cái nào yêu nghiệt, căn bản là sự tồn tại vô địch a, à, chúng ta còn truy cái gì, hắn như vậy tự mình hại mình, tổn thương chuyển dời qua, đến rồi đầu, người chết. Tuyệt đối là chúng ta nha. Lợi dụng tà giáo bất tử chi thân, đến trớ chú giết chết 10 cái đại vương cấp chân thần cảnh cường giả, Tần Thiên vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn, nếu không sẽ không thừa cơ bỏ chạy. Bầu trời đêm mông lung, đỉnh một ngọn núi, Tần Thiên trong tay là một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, hỏa diễm quanh quẩn vũ phiến. 30 cấp tiên thiên thần vật Thực là đồ tốt nha, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn bên trong ẩn chứa hủy diệt ngập trời chi lực. Liền đến, thử xem. Tần Thiên đem thần lực rót vào đến vũ phiến, lập tức vung lên lệ ly vô cùng vô tận thôn thiên tế nhật ngọn lửa hừng hực biến thành một đầu tắm rửa trong ngọn lửa phượng hoàng hư ảnh đem trong vòng nghìn dặm cảnh tượng thiêu hủy biến thành đất khô cằn hoa cỏ cây cối giống nhau thành tro tàn rất nhiều sinh linh tẩu thú cũng là chạy thuộc mạng cơ hội đều không có một mệnh ô hô ha 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 quả nhiên lợi hại ta vẫn chỉ là kích phát ra một góc của băng sơn lực lượng nếu đem hết toàn lực thôi phát cho dù là giết chết đại vương cấp chân thần cảnh tồn tại, cũng có sức đánh một trận. Tần thiên tâm tình sảng khoái, tiếu dung sáng lạng. Tiên thiên thần vật, phượng hỏa vũ phiến đưa tới bạo động, kết thúc tan biến. Đăng N ập. S, để đọc truyện. Vài ngày sau, ba đạo cột sáng, từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào hoành vân đại lục, phương hướng khác nhau. Tần thiên tuyển một cái, cách cách mình gần nhất cột sáng bay đi lần này, nhất định là hàm dương ấn ký, rơi vào hoành vân đại lục. Quả thật, không ngoài sở liệu. Đến rồi cột sáng trước, Tần Thiên liền là gặp được một cái toàn thân màu xanh thẳm ấn ký, chiếu sáng rạng rỡ, trôi nổi trong cột sáng. Lục tục ngo ngoe, càng ngày càng nhiều người, đến nơi đây, xem xét phía dưới, giống nhau thuộc về thế hệ trẻ gương mặt. Cảnh giới yếu nhất, đều là thiên cấp chân thần cảnh 99 bước viên mãn, còn có 3 cái, đại vương cấp chân thần cảnh đỉnh tim thiên kiêu. Hàm Dương ấn ký, có thể nhiều ngươi tiến vào Hàm Dương đại lục, tham gia Hàm Trì đại hội. Bất quá hoành vân đại lục, nhiều lần cũng chỉ có ba cái Hàm Dương ấn ký giáng lâm, sói nhiều thịt ít, mỗi một lần chiếm lấy Hàm Dương ấn ký tiếp một trình diễn, ắt sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, lần này, càng thêm sẽ không ngoại lệ. Ha ha, cái này mai Hàm Dương ấn ký, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi thấp kém thực lực, tốt nhất đừng cùng ta là địch không phải bởi vì một cái hàm dương ấn ký thân tử đạo tiêu ở đây quá cái mất nhiều hơn cái được đại vương cấp chân thần cảnh chính bước tu vi thẳng tắp thanh niên anh tuấn khóe miệng nụ cười cao ngạo thanh âm truyền thấp toàn trường ha 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 hoành thiên thu ngươi khẩu khí thật lớn nha là lấy vì là ở đây không có người trị được ngươi sao lập tức chính là có một bộ dáng xấu xí lạnh lẽo thanh niên ngữ khí chói tai quát nói ta độc huyền cái thứ nhất không sợ ngươi tần thiên mí mắt buông thỏng không nói một lời nơi này có đại khái hơn ngàn tên thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất cảnh giới cao nhất ba người đại vương cấp chân thần cảnh hai người dĩ nhiên tương đối châm phong còn có một cái thâm trầm đứng ở đằng xa muốn chết độc huyền ta xem ngươi là chán sống đại vương cấp chân thần cảnh chính bước hoành thiên thu thét mắng một tiếng sau đó chính là bạo phát ra, thể nội đáng sợ to lớn thần lực, hóa thành một dòng lũ lớn, xông về mục tiêu. Xấu xí âm lãnh độc huyền, cười lạnh, hai tay bấm quyết. Ăn mòn hư không khói độc, phóng lên tận trời. Đem cái kia mênh mông rộng lớn thần lực dòng lũ, ăn mòn không còn, cặn bã không dư thừa. Nạp mạng đi. Đông 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 ầm. Hai cái thân ảnh, chợt là giao phong ở tại một khối. Ngươi tới ta đi, không cần một thời gian uống cạn chung trà, kịch liệt chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, khó hòa giải. Hai người giống nhau là đại vương cấp chân thần cảnh chính bước tu vi, thực lực lực lượng ngang nhau, đánh như vậy xuống dưới, không biết khi nào phân ra thắng bại, hoặc là lưỡng bại câu thương. Hỗn đảng. Nhưng ngươi thử xem ta gần nhất mới đến thủ đoạn. Độc Huyền nghiến răng nghiến lợi, phun ra một ngụm tinh huyết, đọc lên tà ác pháp quyết. Hống 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 một đầu bị máu tươi tưới nước mà thành độc xà đại mãn hư ảnh sinh ra, răng nanh lộ ra, tản ra cùng bão khắc máu ba động, để cho người ta trùng mình, đại vương cấp chân thần cảnh 14 bước, 15 bước tồn tại, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thiên nhạc Hoành thiên thu không dám khinh thường, hai tay khép lại. Một tòa tự nhiên mênh mông đại sơn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, cùng độc xà kia đại mãn hư ảnh, xảy ra va chạm. Quanh một tiếng, hỗn độn cực đoan phong bạo nổ tung không chút kiên kỵ phong bạo dương nanh múa vuốt lấy quét ngang tất cả phương thức quét ngang mấy vạn dặm hoàng vũ bao la đại địa trầm luân chia năm xẻ bảy phốc phốc vẫn là cái kia hoành thiên thu thu một nước phun ra máu tươi thân hình chật vật bay ngược ha 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 hình dạng xấu xí độc huyền ngửa mặt lên trời bén nhọn cười to thế nào còn có ai không phục ta đứng ra tần thiên móc móc lỗ tai ai thực sự là lãng phí thời gian. Ân, độc huyền Long mày dựng thẳng lên, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Thần cấp tam câu ngọc Trine Saringan đồng lực phóng thích, đem cái kia hàm dương ấn ký, nhíp vào đến trước người. Tần thiên giơ tay lên, đem ấn ký thu nhập hầu bao, ta nói ý tứ, chính là cái này, hàm dương ấn ký, là của ta. Ta ý tứ chính là cái này, hàm dương ấn ký, là của ta. Nương theo lấy áo trắng một bộ tiêu tà thiếu niên tuấn Mỹ, hời hợt nói ra những lời này đến trên bầu trời đông đảo hoành vân đại lục thiên tài từng cái há mồm trợn mắt tiểu tử kia không phải điên rồi đi lại bất quá là thiên cấp chân thần cảnh ba mươi bước tu vi dám làm như thế căn bản đang tìm cái chết nha khuôn mặt xấu xí lạnh lẽo độc huyền cắn răng ha ha không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn ta sẽ đem ngươi dằn vặt đến chết a à. tần thiên khóe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm hài hước cung tốc độ ngươi muốn động thủ vậy thì tới đi. Hồng học. Độc huyền vung tay lên, thông thiên tế nhật khói độc thần lực, quét sạch phía trước. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV không có chút điểm hạ thủ lưu tình ý tứ, một chiêu này, giết chết phổ thông đại vương cấp chân thần cảnh tồn tại, cũng là dư xài. Đinh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra Super Saiyan cấp 6. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.000 lần điểm chiến lực bức tốc độ. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 800 lần điểm chiến lực bức tốc độ. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trung cực bát môn độn giáp. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trái ác quỷ, Gomu Gomu no tam cấp hình thái. Một loạt hệ thống năng lực trong nháy mắt mở ra. Hổ phách trong suốt, thần bí mỹ lệ thương lam sắc tóc dài, khoác ở sau lưng. Tần Thiên một quyền đánh ra. Đem vọt tới thế công, ngang ngược bá đạo phá diệt vỡ nát rơi. Thiên cấp chân thần cảnh 30 bước, đối kháng đại vương cấp chân thần cảnh 9 bước, ta ngược lại muốn thử xem. Long quyền bộc phát, gia trì chung cực tịch tượng. Lập tức, Tần Thiên liền là kéo lấy lấy hủy thiên diệt địa vô địch cái thế lực lượng, nổ tính khí thế, lựa chọn thế công. Bành rầm rầm rầm. Đất sụp núi nứt, quỷ khóc sói gào cứng chọi cứng giao phong trong quá trình, thế mà nhìn không thấy, Tần Thiên rơi vào hạ phong, thật là không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Độc huyền xấu xí sắc mặt, bởi vì rung động cùng không rõ khủng hoảng, biến càng thêm khó coi đứng lên. Vì cái gì? Hắn cái này thấp kém tu vi, có như thế nghịch thiên chiến lực. Vương cấp, ha kỳ bá vương. Đột nhiên, tầng thiên cái ốc gân xanh nhúc nhích bạo khởi, phát tiết ra một cổ, chỉ thuộc về trí cao vô thượng vương giả khí phách đến, chạm đến chấn nhiếp ở đây, tất cả mọi người tam hồn thất phách, chính là vô biên vô tận hoàng vũ càng khôn, đều là đung đưa kịch liệt đứng lên, thật sự là cổ này vương cấp haki bá vương. Quá mức lăng lệ khủng bố. Lộc cục độc huyền nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai chân như nhũng ra, hắn còn là lần đầu tiên từ trên người một người, cảm nhận được khí thế như vậy, đơn giản giống như là một cái cao cao tại thượng thần vương chí tôn, toát ra khí tức vị diện chi lực, trấn áp chư thiên. Chợt, tần thiên một vương tay ra, phiên vân phúc vũ. Cửu trọng thiên vị diện chi lực, xuyên qua thời không, giáng lâm trấn áp xuống. Hỗn độn thần thánh, phiêu miểu vô hình vị diện chi lực áp bách bên trong, đại vương cấp chân thần cảnh chính bước tu vi độc huyền, dốc hết toàn lực, liều mạng giải dụa, đều là chuyện vô bổ, cuối cùng nhục thân cùng linh hồn, băng diệt hóa thành hư không. Đinh Đinh, Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết, đại vương cấp chân thần cảnh chính bước cường giả. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 500 vạn ước điểm trung cực kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 400 vạn ước điểm trung cực kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 31 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 32 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 39 bước. Tu vi, tiểu mức độ lên cao. Tần thiên xoay người, con ngươi bể nghệ tàn khốc, không biết được, còn có ai, đối với ta chiếm cứ cái này mai hàm dương ấn ký, có chỗ không phục, một mực đứng ra, cùng ta so tay một chút. Lặng ngắt như tờ. Hơn ngàn danh thiên tài, không dám lên tiếng. Ha ha. Vậy ta liền đi, tần thiên ung dung không vội, thản nhiên rời đi lưu lại đông đảo thiên tài mới là nhẹ nhàng thở ra mồ hôi đầm đìa đáng sợ nha gia hỏa kia căn bản chính là một cái quái vật phi hành tráng lệ trên bầu trời tần thiên trong tay là cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh hàm dương ấn ký thần lực rót vào đến cái này ba động kỳ lạ hàm dương ấn ký lại là kích phát ra một cái không gian cầu nối đại môn chẳng lẽ có thể thông qua cái này hàm dương ấn ký trực tiếp đến nơi hàm dương đại lục bởi vậy vừa đến ta thế nhưng là đã giảm bớt đi rất nhiều trắc trở phiền phức. Đạp một cái chân, lướt vào phía trước, nhìn quanh sinh huy, gần sóng vòng quanh không gian môn hộ. Tại không gian trong vòng xoáy, lan bạc kỳ hồ, trời đất quay cùng hơn nửa canh giờ quá trình, tầng thiên dưới chân trầm xuống, phát hiện mình đứng ở một tòa, rộng lớn rộng lớn sơn trang trên quảng trường. Hàm dương thiên vực, cường thịnh nhất đại lục khu vực, hàm dương đại lục, hàm trì sơn trang trên quảng trường, từng cái thân ảnh, liên tiếp, trống rỗng hiển hiện đi ra. Tần thiên tập trung ý chí, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, sơn trang này chiếm diện tích mênh mang, nhà cửa hoa lệ, lộng lẫy xa hoa, còn lắng động lấy một loại, cổ lão chí cực thần bí phiêu miểu vận vị. Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhất biến nhiệm vụ, cướp được một cái hàm dương ấn ký, tham gia hàm trì đại hội. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 800 vạn ức điểm chung cực kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 700 vạn ước điểm chung cực kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 40 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 41 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 42 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 50 bước. Hàm trì đại hội, không biết là dạng gì cần chú ý ta muốn tìm một người hỏi một chút mới được tầng thiên ánh mắt xẹt qua ở trên quảng trường xuất hiện thân ảnh vậy mà gặp được một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp đạm đài vô tâm lặng yên đặt chân ở tại chỗ đã là phong hoa tuyệt đại quan mang thắng được thiên địa nữ tử kinh hồng mỹ mạo để ở đây rất nhiều nam tử thần hồn điên đảo đạm đài vô tâm thấy được tầng thiên thời điểm dưới mi mắt vẻ ngoài ý muốn lại tự hồ trong dự liệu ha ha thực sự là xảo nha Thiên Kiều Sơn bên trên gặp ngươi, lại gặp gỡ ở nơi này ngươi, Tần Thiên cười đi tới, ngươi tới tham gia hàm trì đại hội. Biết rõ còn cố hỏi. Đạm đài vô tâm tiếng nói, nghe đứng lên vẫn là êm tai như vậy, lộ ra cô lạnh cùng tịch mịch. Vậy ngươi nhất định là biết rồi, hàm trì đại hội quá trình. Tần Thiên truy vấn nói, có thể cùng ta nói nói nha. Ngươi không biết hàm trì đại hội nguyên nhân, còn có thể lại tới đây. Đạm đài vô tâm, nghi hoặc không hiểu ta chỉ là thấy được một đám người, tại tranh đoạt cái kia cái gọi là hàm dương ấn ký, liền nhất thời hưng khởi, cướp được tay, không nghĩ tới đằng sau, mơ mơ hồ hồ, đến nơi này, đang muốn tìm cá nhân cẩn thận hỏi một chút đây, ngươi liền xuất hiện, tầng thiên nửa thật nửa giả lắc lư đến, làm sao? Cốt xấu cũng coi là nửa người bằng hữu đi, ngươi liền nói cho ta nói nói nói. Nửa người bằng hữu sao? Hàm trì sơn trang, trên quảng trường. Một bộ vé dài, Đẹp như thiên tiên đạm đài vô tâm, đôi mắt đẹp nổi lên một tia gợn sóng. Ngươi tên là gì? Tần Thiên A. Tần Thiên bó tay rồi, ngươi không phải hẳn là biết không? Ngươi không có nói cho ta qua, người bên ngoài nói lên tên của ngươi, ta nghe được cũng sẽ đã quên. Đạm đài vô tâm, loại nào yên tĩnh chỉ thủy phiêu miểu khí chất, để cho người ta sinh không nổi lửa giận tới. Tần Thiên, hàm trì đại hội quá trình rất đơn giản là ngưng tụ cái này hàm dương thiên vực, trẻ tuổi một đời tất cả nhân vật đứng đầu, từ mà tiến hành một trận chiến đấu chém giết. Cuối cùng lan truyền ra 10 người, có thể tiến vào hàm trì bên trong, gột rửa linh hồn thân thể, đạt được siêu thoát chi pháp. Ta biết, nhiều như vậy. Thì ra là thế, cái kia chính là tụ chúng ẩu đã chứ sao. Tần thiên khoát tay áo. Xùy đạm đài vô tâm bị thiếu niên một câu, đánh đến cười một tiếng. Tần Thiên ánh mắt lấp lóe, đúng a, à, ngươi xem ngươi cười lên rất dễ nhìn, đừng suốt ngày nghiêm mặt, cái này nhiều không có ý nghĩa. Tiếu Dung mất đi, phản phất phá vỡ bầu trời mỹ lệ sao chổi, phù dung sớm nở tối tàn. Đạm Đài vô tâm quay đầu đi, chúng ta không quen, cách ta xa một chút đi. Thông Thiên chân thần cảnh 20 bước tu vi, Tần Thiên ánh mắt tại nữ tử trên thân thể mềm mại du động sát na, quái a, à, vì cái gì ngươi tu luyện nhanh tốc độ, sao ta còn muốn nhanh đâu? Nghe vậy, đạm đài vô tâm không nói một lời. Ta có thể nói cho ngươi, con đường tu luyện muốn ổn ổn đâm, ngươi cái này đốt cháy giai đoạn, đến cuối cùng, sẽ thất bại trong gan tất, tần thiên trầm ngâm một hồi, nhắc nhở nói. Nói bậy. Cái này, đạm đài vô tâm không thể chịu đựng. Tần thiên, ngươi cố ý đi. Ta là tu luyện thế nào, không cần dùng ngươi người ngoài này đến nói này nói kia. Không phải nửa người bằng hữu sao? ngươi cũng đã hỏi tên của ta ta cũng biết nói ngươi kêu cái gì ta cũng không phải ngoại nhân tần thiên nhún vai thần sắc chắc chắn đạm nhiên cộc cộc phiền phức bỗng nhiên đột kích hai vị không giống là hàm dương đại lục bên trên bản thổ nhân sĩ là đại lục khác tới đây đi kim sắc long văn trường bào thanh niên thần sắc bẩm sinh cao ngạo một đôi mắt dừng lại tại đạm đài vô tâm cái kia vô cùng mịn màng quốc sắc thiên hương trên gương mặt cô nương tại hạ lữ vạn không là Hàm Dương Đại Lục, Khải Linh Tông Đại Đệ Tử. Đại vương cấp chân thần cảnh 99 bước viên mãn. Tần Thiên giật mình trong lòng khá lắm, ngược lại là rất lợi hại a. À. Bất quá bản thân liều mạng liều mạng lời nói, giết hắn, vẫn có niềm tin. Nhìn điệu bộ này, hướng về phía đạm đài vô tâm tiểu nương môn tới nha. Bầu không khí xấu hổ, đạm đài vô tâm không nói một lời, từ đầu đến cuối, nhìn cũng không nhìn lữ vạn không một chút. Tần Thiên cười cười, Lữ Vạn không đúng không, nàng gọi đạm đài vô tâm, ngươi có lời gì, một mực nói ra. Lập tức, đạm đài vô tâm khuôn mặt kinh ngạc, Tần Thiên, ngươi muốn làm gì? Đạm đài vô tâm. Tên rất dễ nghe, Lữ Vạn không tiếu dung dối trá, đạm đài cô nương, cái này hàm trì đại hội, thế nhưng là hung hiểm dị thường nha, không có một cái nào dựa vào không thể được. Vị tiểu huynh đệ này chỉ thường thôi thiên cấp chân thần cảnh 50 bước, ngươi cũng bất quá thông thiên chân thần cảnh 20 bước, không bằng đầu nhập vào ta. Ta cam đoan hộ các ngươi chu toàn. Không cần. Đạm đài vô tâm vẫn là không có đi xem cái kia lữ vạn không, một đôi linh hoạt kỳ ảo thần bí con ngươi, ngược lại dừng lại tại tầng thiên gương mặt bên trên. Đừng nhìn ta nha, tầng thiên xem thường ca, ngươi nghe được, nàng không nguyện ý. Lữ vạn không ánh mắt một vòng ngoan lệ xẹt qua, hàm trì đại hội bên trên, không bạn tức địch. Cô nương, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ làm nữ nhân của ta, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Soạt, lời nói này thoải mái. Tần Thiên vừa chợt gật mình hô nói, ta hiểu được, vậy chúng ta liền là địch nhân. Hảo tiểu tử, ngươi đùa bẩn ta đâu. Lữ vạn không mơ hồ tới, không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Chờ ta diệt ngươi, nữ nhân này, còn không biết điều lời nói, vậy cũng khỏi phải trách ta, không hiểu được thương hương Tiết ngọc. Ha ha! đại vương cấp chân thần cảnh 99 bước, cho là mình vô địch thiên hạ đây, đi lên thông đồng muội tử, không nắm nghĩa trong gương, nhìn xem mình là đức hạnh gì, tần thiên ngôn từ sắc bén, đạm đài, ngươi nói đúng đi. Đạm đài vô tâm không lên tiếng, làm cho tần thiên hơi có xấu hổ, không có việc gì mau cút, không phải hàm trì đại hội không có mở bắt đầu, ngươi trước bị mất mạng. Hừ! Hỗn trướng tiểu tử! Ngươi thật là chán sống rồi! Lữ vạn không hét lớn một tiếng, giơ tay lên hướng phía thiếu niên đỉnh đầu đánh xuống. Một chưởng này, giống như muốn đem tầng thiên vỗ hồn phi yên diệt, biến thành một đống huyết vụ bột mịn. Thần cấp tam câu ngọc Rine Saringan mở ra, tầng thiên đang định có phản kích. Một mảnh huyền diệu cổ lão tinh khiết quan hoa, chiếu xuống. Con ngươi co vào, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, lữ vạn không loạn chọn ngược lại lui ra ngoài, khó có thể tin làm sao có thể. Nữ nhân kia. Tần Thiên nhiên đầu nhìn lại, mỹ lệ không gì sánh được đạm đài vô tâm. Giờ phút này thân thể mềm mại bên ngoài trong suốt thần thánh màn sáng nhảy lên, phía sau một đạo cao quý hỗn độn hư ảnh. Đó là một cái sinh trưởng tứ dực thiên sứ cánh nữ tử, người mặt chiến giáp, tay cầm chiến kiếm, một hít một thở lan tràn ra ba động, không cách nào nói rõ thần thánh. Ở đây không ít người đưa mắt tới, ngạc nhiên hoảng sợ tứ dực thiên sứ nữ thần hư ảnh khiến lòng người run rẩy. Ta cái ai da? cái này tiểu nương môn chẳng lẽ là nữ thần hạ phàm mới tu luyện nhanh tốc độ thủy chung so với ta đều nghịch thiên tần thiên dụi dụi con mắt tứ giật thiên sứ nữ thần hư ảnh dẫn động tới hỗn độn thần thánh lực lượng bản thân cũng là phá lệ tim đập nhanh được uy hiếp ngươi rốt cuộc là ai lữ vạn không nghiến răng nghiến lợi hỏi ý kiến hỏi đạm đài vô tâm ánh mắt thâm thúy giống như ngươi vậy bị ổi chi nhân còn không mau mau thối lui nếu không ta nhất định đem ngươi chém giết. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn nha. Ta lữ vạn không tại Hàm Dương đại lục bên trên, cũng là uy chấn tứ phương thiên tài, ngươi một cái thấp kém cảnh giới nữ nhân, nói thế nào chém giết ta, nhìn ta bẻ gãy ngươi cánh, đem ngươi ném lên giường, mọi loại trà đạp, lận. Mở lời kiêu ngạo, đáng chết. Đạm đài vô tâm, môi đỏ khẽ mở, mặt niệm pháp quyết. Phía sau tứ dực thiên sứ nữ thần, người khoác chiến giáp khinh thường vạn vật chiến kiếm trong tay giơ lên nhất kiếm vung ra nhìn thoáng qua thần thánh kiếm quang phá vỡ hư không kinh dị cực đoan uy lực để người tê cả da đầu làm cho người giận sôi cái này tiểu nương môn đến tột cùng là ai tần thiên tâm lý rất hiếu kỳ rầm 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 Lữ vạn không lấy ra đại vương cấp chân thần cảnh 99 bước đỉnh phong lực lượng, trùng trùng điệp điệp, thôn thiên tế nhật thần lực phóng thích, lại làm cho cái kia một đạo thần thánh kiếm quang quét ngang tất cả xé rách. Các bay đá chạy, thiên địa lờ mờ lay động. Thực sự là cấm kỵ đáng sợ. Cô gái kia thực lực, không thể tưởng tượng nổi nha, ở đây đám thiên tài bọn họ, chấn kinh không dám nói chuyện. Đáng giận. Đi chết đi. Lữ vạn không khóe mắt nhai muốn nứt, đánh giết lướt đi. Hàm trì sơn trang, rộng lớn phạm vi trên quảng trường thông thiên chân thần cảnh hai mươi bước tu vi đạm đài vô tâm đứng tại chỗ tỉnh như xử nữ dáng vẻ ưu nhã thần thánh phía sau một đạo vĩ ngạn hỗn độn tứ dực thiên sứ nữ thần hư ảnh chiếu rọi bốn phương tám hướng thiên địa xem ra khí thế hùng hổ nhào tới lữ vạn không đạm đài vô tâm không một chút bối rối hai cánh tay cánh tay giao nhau khoác lên trên vai thơm thiên sứ tứ dực trảm rầm rầm nhưng thấy tứ dực thiên sứ nữ thần hư ảnh quan mang vạn trượng bốn cánh cánh vỗ nhấc lên một cổ lộng lẫy thần thánh phong bạo cái này thần thánh phong bạo tịnh hóa hủy diệt tất cả ô uế trước nay chưa có bóng ma tử vong thẩm thấu linh hồn lữ vạn không con ngươi co vào thủ đoạn dốc túi mà ra bành đông 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 hỗn loạn phong bạo liên tục vang vọng nổ tung để hàm trì sơn trang đều là lâm vào rung chuyển thiên không nổ tung một cái lỗ to lung thật lâu không cách nào khép lại trong tầm mắt đại vương cấp chân thần cảnh 99 bước tu vi lửa vạn không, thân thể một mảnh máu tươi, trên ngực còn có một cái cái lỗ máu, giống như để lông vũ xuyên thấu. Trời ạ, à, ta không phải hoa mắt đi. Thông thiên chân thần cảnh 20 bước cảnh giới, có đã thương đại vương cấp chân thần cảnh đỉnh phong thủ đoạn thực lực. Nữ nhân kia, đến cùng là lai lịch gì, đứng ở ngoài sân rộng rất nhiều thiên tài, xung xao nghị luận, ánh mắt kinh diễm. Tần thiên giống nhau là, rất là giật mình, đạm đài vô tâm. Trên người của ngươi, tất nhiên có, không muốn người biết ngập trời bí mật. Con người của ta, thích nhất đào móc bí mật, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đáng giận. Ngươi yêu nữ này, ta liều mạng với ngươi. Lữ vạn không giận không kèm được, cuồng loạn. Toàn thân lực lượng được ăn cả ngã về không mở linh thần thuật. Hủy thiên diệt địa. Minh ngoan bất linh. Đạm đài vô tâm khoát lên hai bờ vai cánh tay, bằng triển khai, sau lưng tứ dực thiên sứ nữ thần hư ảnh, lại là cùng tự thân thân thể mềm mại trùng điệp dung hợp. Một đạo thoát thai hoán cốt, mới tinh kinh diễm bóng hình xinh đẹp đi ra. Cao quý xinh đẹp, không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ tử, phía sau là khiết bạch thần thánh tứ dực thiên sứ cánh, khoác trên người minh quan áo giáp, trong tay một thanh trường kiếm, quan mang sắc bén. Liền tựa như là, thần thoại niên đại, phủ xuống vô thượng thiên sứ nữ thần. Có được chèn ép, thế gian tất cả tà ác tồn tại. Nhìn lấy đạm đài vô tâm vậy tôn quý xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng của người ta đầu, một tơ một hào tà ác tưởng niệm, đều là bị bóp chết. Tịnh hóa đi. Bỗng nhiên, trắng tinh thiên sứ bốn cánh thôi thúc dưới, đạm đài vô tâm bay ra, trong tay thánh kiếm đâm ra. a à, không. Đại vương cấp chân thần cảnh 99 bước tu vi lửa vạn không, kêu thảm một tiếng, ấp ủ sát chiêu tan thành bọc nước, bản thân hắn giống nhau là, tại thần thánh kiếm quan dưới tán thân thiên địa câu tịch không một tiếng động thần bí thiên sứ cánh hóa thành một đạo nói long vũ phiêu nhiên tán đi trên người chiến giáp trong tay thánh kiếm một dạng biến mất không còn tâm tích đạm đài vô tâm khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch lấy ra một viên thuốc ăn bổ sung thể lực tất cả mọi người nhìn về phía cô bé ánh mắt không có sai biệt kính sợ hâm mộ đinh đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh, nhân vật đạm đài vô tâm, cầm giữ có quang minh thiên sứ huyết mạch. Quang minh thiên sứ huyết mạch, phẩm giai không rõ, xuất xứ không rõ. Thiên sứ chi lực, chiến lực vô song, tịnh hóa tất cả tà ác ô uế. Ta siết cái ai ia. Tần thiên nuốt nước bọt. Đi tới đạm đài vô tâm trước người, hắc hắc. Ta đã biết. Đạm đài vô tâm sững sờ, ngươi biết rồi cái gì, không cần giả thần giả quỷ ta đã trải qua hối hận, hỏi tên của ngươi. Quang Minh Thiên Sứ huyết mạch, đúng không? Tần Thiên cười tủm tỉm trả lời nói. Ngươi đạm đài vô tâm con ngươi co vào, rất hiển nhiên, nội tâm rung động, trước đó chưa từng có. Nàng từ khi còn nhỏ một trận tai ách về sau, dưới sự phẫn nộ, đã thức tỉnh thể nội chỗ sâu lực lượng, trừ Quang Minh Thiên Sứ huyết mạch bên ngoài, còn có một cổ mơ hồ, thần bí ký ức. Không phải, liền chính nàng đều không biết, bản thân cái này quan minh thiên sứ huyết mạch bởi vì tứ hải bát hoang đại thế giới căn bản không có một loại sách cổ ghi chép liên quan tới quan minh thiên sứ huyết mạch nàng xâm nhập thiên mang giới chính là vì thăm dò quan minh thiên sứ huyết mạch đầu nguồn cùng tồn tại tần thiên ngươi là làm sao mà biết được đạm đài vô tâm tỉnh táo lại mỗi chữ mỗi câu hỏi ý kiến hỏi cạc cạc ta biết đến nhiều ngươi không biết mà thôi tần thiên khoát tay áo nhưng ta nói cho đúng là ngươi cái này quan minh thiên sứ huyết mạch thật là có chút nghịch thiên nha mạnh hơn phân nếu là ta và ngươi đấu còn không biết có phần thắng hay không đây đạm đài vô tâm ngoài ý muốn tần thiên vẫn là thiên cấp chân thần cảnh 50 bước mình là thông thiên chân thần cảnh 20 bước dựa vào quan minh thiên sứ huyết mạch cùng giai vô địch tần thiên còn dám như vậy nói ngươi còn biết rồi một ít gì nói hết ra không cần che giấu. Không biết, dù sao ngươi huyết mạch này, 89 phần 10, cũng không là thiên mang giới sản xuất vật. Tần Thiên mô phỏng cái nào cũng được trả lời nói. Thật sự là, yêu nghiệt hệ thống, cho đến trước mắt cũng không có phân biệt ra, quang minh thiên sứ huyết mạch xuất xứ, phẩm giai. Ta hiểu. Đạm Đài vô tâm, nhẹ gật đầu. Cô nương thực lực, kinh động như gặp thiên nhân nha, không biết đến từ đâu. Một lớp đã sang bằng một lớp khác lại khởi, rốt cuộc lại nhảy ra một người nam tử. Bất quá nhìn bộ dáng kia, khuôn mặt đường đường, anh vĩ bất phàm, ánh mắt thanh minh, không giống lữ vạn không, là hướng về phía đạm đài vô tâm sắc đẹp tới. Trọng yếu nhất vẫn là, người này khí tức tu vi, thâm bất khả trắc, áp đảo đại vương cấp chân thần cảnh trở lên. Ở vào đế cấp chân thần cảnh giai đoạn cấp độ. Đạm đài vô tâm, đương nhiên là cô lạnh bộ dáng, không cho tại trả lời. Ai, cái này nửa chết nửa sống bộ dáng nhắm trúng phiền phức khẳng định so với ta còn nhiều tần thiên thở dài mở miệng nói tại hạ tần thiên vị này là đạm đài vô tâm cô nương các hạ xưng hô như thế nào hàm dương đại lục vạn long tông đại đệ tử kỷ long kỷ long hướng phía tần thiên chắp tay không có bởi vì tần thiên thiên cấp chân thần cảnh 50 bước tu vi mà sinh ra miệt thị vẽ khinh thường cái này cũng đủ để cho người rõ ràng gia hỏa này ngược lại cũng là một dễ dàng ở chung không quá trong mắt không người tồn tại tại hạ cũng được chứng kiến không ít lợi hại kinh khủng thiên phú huyết mạch nhưng là tỷ như đạm đài cô nương như vậy thần thánh hỗn độn huyết mạch chi lực thật là có sinh đến nay lần đầu tiên tần thiên lôi kéo cô bé ống tay áo ngươi đạm đài vô tâm tâm cảnh nổi lên khe hở chưa từng có hắn dám như thế chạm đến bản thân hít sâu một hơi đạm đài vô tâm nhìn về phía kỷ long nhẹ gật đầu xem ra cô nương không thích nói chuyện vậy thì thôi ta cũng không hỏi có liên quan đến ngươi huyết mạch thiên phú sự tình kỷ long cười bỏ qua tần thiên huynh đệ không ngại chúng ta ở trong sơn trang tìm một chỗ học gặp cũng có thể nói một chút hàm trì đại hội sự tình nói thật ta là muốn lôi kéo các ngươi tại hàm trì đại hội bên trên hành động chung hàm dương đại lục hàm trì sơn trang khí tượng rộng lớn chiếm diện tích phạm vi rộng lớn hùng vĩ liền ở trong đó một tòa yên tĩnh bốn bề vắng lặng trong đình viện. Vạn Long Tông đại đệ tử Kỷ Long, phất phất tay, ngồi đi, hai vị. Đạm đài vô tâm ưu nhã ngồi xuống, Tần Thiên là là một bộ hoàng khố không kềm chế được làm dáng, nhất là khóe miệng một màn kia dạo chơi nhân gian hồ độ, để cái trước rất là cao mày. Nhiều lần khi nào, nàng cũng là ngây thơ buông tùng tính cách, chỉ là một trận biến cố, sáng tạo ra hôm nay, cái này quản cô ẻ cô tịch tính tình, sâu tận xương tủy, dĩ nhiên không cách nào thay đổi kỷ long nhìn lấy hai cái tư thái khác biệt một trời một vực nam nữ nghi ngờ trong lòng thật không biết nói bọn họ là làm sao tiến tới cùng nhau đi đại huynh đệ có chuyện nói thẳng tần thiên mở miệng nhắc nhở nói lúc trước ta cũng nói rõ hàm trì đại hội nguy cơ tứ phía giết chóc thảm liệt cuối cùng trổ hết tài năng tiến vào hàm trì gột rửa bất quá rải rác mười người nhưng là theo ta được biết lần này hàm trì đại hội lui tới thiên tài không nói giống như đạm đài cô nương kinh khủng như vậy cấm kỵ tồn tại, vẻn vẹn là hàm trì đại lục bên trên, thập đại thánh tông xuất chiến người, chính là một cái cực đoan lợi hại, bọn hắn căn bản vững vàng có, chiếm lấy tiếng vào hàm trì tư cách năng lực. Bởi vậy, hàm trì đại hội bên trên, người thực lực hơi yếu, đều sẽ tạo thành một cái liên minh. Kỷ Long Thanh âm nghiêm túc giải thích nói ta muốn cùng hai vị, liên thủ. Hàm Dương Đại Lục, Thập Đại Thánh Tông. Tần Thiên nghe vậy, Lần cảm thấy hứng thú đều là bực nào Tu Vi cảnh giới Sao ngươi còn lợi hại hơn à Kỷ Long triển lộ ra Tu Vi Dĩ nhiên là thâm bất khả trắc Ở vào đế cấp chân thần cảnh Thiên cấp chân thần cảnh 50 bước Tu Vi tầng thiên Cho dù là dốc hết toàn lực Thủ đoạn dốc túi mà ra Cũng không hoàn toàn chắc chắn Chiến thắng Kỷ Long rút lui à Dư xài Có thể giết chết mình người Còn chưa có đi ra đây Không nói thất thập nhị biến định thân thuộc nghịch thiên Hiện tại mình còn có tà giáo bất tử chi thân hình thái thập đại thánh tông thiên kiêu hoàn toàn bồi hồi tại đại đế cấp chân thần cảnh phạm vi ngươi nói có lợi hại hay không kỷ long bất đắc dĩ thở dài hàm trì đại hội cử hành địa điểm tại hàm trì không gian đến lúc đó hàm trì không gian mở ra xuất hiện ở hàm trì sơn trang thiên không đại lượng thiên tài cùng nhau đầu nhập vào giết chóc cũng liền tùy theo ra đời hợp tác à ta không ngại tần thiên biểu lộ thái tốc độ được, nếu Tần Thiên huynh đệ đồng ý, Đạm Đài cô nương khẳng định cũng thản nhiên tiếp nhận đi, Kỷ Long cười cười. Ta Đạm Đài vô tâm muốn nói lại thôi, thực sự là buồn cười, Kỷ Long không là hiểu lầm, mình và Tần Thiên quan hệ đi, Tần Thiên đồng ý, bản thân sẽ đồng ý, đó là phu sướng phụ tùy hành động. Vậy thì chờ Hàm Trì đại hội bắt đầu rồi, đến lúc đó cùng một chỗ liên thủ, ta đi trước. Kỷ Long đứng dậy, hướng đi ngoài cửa lớn. Đạm Đài cô nương Vậy ngươi cũng nghỉ ngơi, Tần Thiên sải bước, hướng đi bên ngoài viện. Ngươi đi làm gì? Đạm Đài Vô Tâm vô ý thức hỏi một tiếng. Cho ngươi canh cổng. Tần Thiên hí ngược lên tiếng. Lớn như vậy sơn trang, nhà cửa hoa lệ, lộng lẫy xa hoa. Tần Thiên đi dạo ung dung, bất tri bất giác, chính là đến rồi sơn trang đằng sau, nơi này lại là có một cái cực kỳ bát ngát hồ nước. Nước hồ thanh tịnh gặp đáy, con cá du động bởi vì cái gọi là thủy thanh thì không cá nhưng là cái này trong suốt dưới mặt hồ đủ mọi màu sắc loài cá quả nhiên là không ít đinh đinh tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh kiểm tra đến phía trước hồ nước chỗ sâu có chỗ dị vật a à, có đồ vật lại là gì chứ tần thiên giật nảy cả mình cái này đông đảo thiên tài tề tụ hàm trì sơn trang nếu là có cơ duyên bảo bối sẽ không ẩn tàng đến hôm nay đi, trừ phi vật kia, đặc thù rất, giỏi về ẩn tàng. Thần cấp tam câu ngọc rin Saringan mở ra, thiếu niên một đầu, đâm vào hồ nước. Rầm rầm. Nước hồ ấm tốc độ, quỷ dị nóng rực lên, để cho người ta phản phất là, ngã vào miệng núi lửa, được dày vò. Nhất là đến rồi hồ nước chỗ sâu rống, tầng thiên định nhãn xem xét, rõ ràng có một cái dưới đất tuyền nhãn, chính bốc lên sền sệt dung nham. Tại dung nham trong chất lỏng, có một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân che kín vảy màu vàng kim, bộ dáng cùng kim long rất giống nhau con cá. Lý Long. Tần Thiên trung động câu có lời nói, rất nhiều người đều biết nói. Cá chép vượt Long môn, một bước lên trời. Cái này Lý Long, liền là một loại thông linh yêu thú, sinh ra tới, thể nội hội tụ chư thiên linh khí, từ từ trưởng thành, chờ đợi lấy, nhảy qua Long môn, một bước lên trời thời cơ tại lý long thể nội có một khỏa lý long tinh hạch ẩn chứa vô cùng mênh mông năng lượng luyện hóa về sau đủ để cho người được ích lợi vô cùng to lớn ha 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 không nghĩ tới thực sự không nghĩ tới cái này hàm trì sơn trang phía sau hồ nước chỗ sâu nhất định là có một cái lý long vận khí tốt thật là đi đến đâu đều có thể nhặt được thỏi vàng rồng tần thiên cùng tiếu vui sướng Xoa xoa đôi bàn tay, giết cái này cá chết quá đáng tiếc, chiếm nó cá chết tinh hạch, xu thế tất thành. Hàm trì đại hội mở ra trước, bản thân lại có thể mạnh lên rất nhiều. Biến cố cũng là đúng hạn mà tới, tới thuận lý thành chương. Một đạo linh quang bay tới, các đức đang muốn triển khai hành động thiếu niên. Ai? Tần Thiên con ngươi chìm xuống, quanh thân linh quang quấn quanh, đập vào mắt vành mắt, lại là một cái mặt mày ngọc mạo, dáng người cao gầy da dẻ quan nộn thiếu nữ một đôi mắt phượng hẹp dài cao quý xem thấu lòng người cảnh giới của nàng tu vi tại đế cấp chân thần cảnh cấp độ thủy linh nguyệt môi đỏ cười yếu ớt hì hì vận khí của ta luôn luôn tốt như vậy ai muốn đến hàm trì sơn trang phía sau trong hồ có một cái chân quý lý long linh thú đây trong cơ thể nó tinh hạch là của ta ha ha trực tiếp coi nhẹ ta đúng không tầng thiên trắng răng thất thập nhị biến định thân thuật thiên địa lâm vào ngưng kết bao quát trong hồ nổi lên gợn sóng bọc khí đều là dừng lại bất động tại cái này điện quan hỏa thạch khoảng cách tầng thiên phóng xuất ra không gian đồng lực trực tiếp đem hạ phong nham tương trong miệng cá chép thu vào dị độ không gian một mạch mà thành nước chảy mây trôi không chút dông dài lấy lại tinh thần thủy linh nguyệt một đôi linh động ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ trung động kinh diễm rơi vào áo trắng như tuyết tuấn mỹ tiêu tà trên người thiếu niên, ngươi. Là làm sao làm được, bản cô nương, đều có thể cầm cố lại nửa cái hô hấp. Nghĩ biết rồi. Tần thiên cười cười, ngươi bái ta làm thầy, ta liền dạy cho ngươi, đây chính là thủ đoạn nghịch thiên. Người bình thường, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn học cơ hội, nhìn ngươi bộ dáng còn có thể, bái ta làm thầy về sau, cho ta chảy giường chiếu giường, bóp eo đấm lưng, bưng trà đưa nước, ngày nào ta tâm tình tốt, khẳng định dạy ngươi. Ngươi, hỗn đảng. Xem thường đùa giỡn bản cô nương, thật to gan, ngươi biết rồi ta là người thế nào sao, Thủy Linh Nguyệt, giận không kềm được, đôi mắt phản chiếu ra sắc bén sắc thái. Hắc hắc. Càng là lợi hại nữ nhân, chinh phục thời điểm, mới càng có khoái cảm. Tần Thiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Càng là lợi hại nữ nhân, cái kia chinh phục, dạy dỗ về sau, mới càng có ý tứ. Hồ nước chỗ sâu, tần thiên khóe môi nhếch lên sáng lạng hí ngực tiếu dung mỗi chữ mỗi câu trả lời nói ngươi ngươi thủy linh nguyệt chứng tràn khí ngực trước thịt khô trên dưới chập trùng tác tạch giao ra lý long linh thú ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không nhưng ta liền đem ngươi thiến nhường ngươi đời này chinh phục không khí đi chết tiệt tần thiên mê hoặc trong nháy mắt ngươi còn biết rồi thiến ta nha xem ra biết đến không thể so với ta ít nhất định là thân kinh bách chiến a à, bản cô nương băng thanh ngọc khiết lúc nào thân kinh bách chiến qua ác tặc nói năng lỗ mãn ta giết ngươi thủy linh nguyệt gầm lên một tiếng giơ tay lên chính là một trưởng đánh ra khủng bố thần lực mênh mông thế bài sơn đảo hải tập hướng về phía trước quả nhiên là không có chút điểm thủ hạ lưu tình cái này thế công chỉ sợ đại vương cấp chân thần cảnh đứng đầu tu sĩ cũng sẽ thổ huyết cân đẩu vân tầng thiên dưới thân thất thải tráng mây nhảy lên tốc độ nhanh đáng sợ độn hướng ra phía ngoài bành rầm 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 bình tĩnh hồ nước chia năm sẽ bảy nổ tung một đạo trùng thiên bọt nước hai bóng người một trước một sau bay ra động tĩnh khổng lồ không hề nghi ngờ hấp dẫn ra hàm trì sơn trang bên trong đại lượng thiên tài chú ý ngẩng đầu xem xét trên bầu trời hai cái thân ảnh một cái bạch y thiếu niên một cái bộ dáng mỹ lệ khuôn mặt hàm sát, rõ ràng tại lửa giận bên trong nữ hài. a à, đây không phải là hàm dương đại lục, thập đại thánh tông một trong, thủy thiên tông thiên chi kiêu nữ, thủy linh nguyệt sao? Người nào dám trêu chọc nàng nha, cái này thủy linh nguyệt tỷ tỷ thủy linh thiên, thế nhưng là thủy thiên tông thiếu trưởng giáo, tư chất càng khủng bố hơn trác tuyệt, đã là đại đế cấp chân thần cảnh tầng thứ. Không thiếu có người, xem thấu thủy linh nguyệt thân phận về sau, xôn xao kinh hô. Nguyên lai ngươi còn có lai lịch lớn nha, đứng lơ lửng trên không, tần thiên khoát tay áo, vẫn là thản nhiên tự nhiên, thông dong không sợ. Thủy Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi tác tạch. Đừng muốn nhiều lời, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Ta muốn sống. Còn muốn sống được tiêu tiêu sái sái, tần thiên ứng nói. Phi. Ngã ngớn chi nhân, lan tâm cẩu phế, hoàn toàn chính xác sống được là tiêu tiêu sái sái, Thủy Linh Nguyệt ngôn ngữ sắc bén. Ha ha. Ngu muội chi nhân, chưa từng khai hóa, hoàn toàn chính xác sống là ngơ ngơ ngác ngác, cô nương muốn sống đến tiêu tiêu sái sái, vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, bất quá tầng thiên phản bác, càng thêm sắc bén, xuyên thấu lòng người. Ngươi. Thủy Linh Nguyệt còn là lần đầu tiên cảm thấy mình ở trong lời nói, nói không lại một người. Được a. À. Bớt nói nhiều lời. Chờ ta bắt được ngươi, ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải hay không làm sao sẽ mạnh miệng đế cấp chân thần cảnh cấp độ khí tức, cuồn cuộn khủng bố, bao phủ thiên địa, phản phất vô hình hải dương, chèn ép người thở không nổi. Đây là thế nào một thân ảnh bay đến trên bầu trời? Vạn Long Tông đại đệ tử Kỷ Long. Thủy Linh Nguyệt liếc qua người đến, hừ. Không có chuyện của ngươi, cho ta đi một bên. Kỷ Long xấu hổ, quay đầu nhìn thoáng qua tầng thiên tầng thiên huynh đệ, ngươi đây là, làm sao chọc phải nàng. Nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, tính khí nóng nảy, ta căn bản liền không có chiêu nàng, tần thiên thần sắc tự nhiên, nói chuyện đương nhiên. Lộc cộc Kỷ Long nuốt xuống một ngụm nước miếng, rất là bất đắc dĩ, Thủy Linh Nguyệt, cho ta một chút chút tình mọn, tần thiên huynh đệ có cái gì chỗ đắc tội, ngươi liền cười bỏ qua được rồi, hắn mới thiên cấp chân thần cảnh 50 bước, mà ngươi đều là đế cấp chân thần cảnh, cần gì phải tức giận. Ha ha ha! Ác tặc, ta nói ngươi làm sao lợi hại như vậy, Nguyên lai là có kỷ long cho ngươi chỗ dựa nha, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Thủy Linh Nguyệt phình bụng cười to, muốn cho ta buông tha hắn, cũng không phải không có khả năng. Để hắn đứng ra tiếp ta ba trưởng, ba trưởng về sau hắn nếu bất tử, bản cô nương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tốt. Tần Thiên động thân đi ra ba trưởng, ta nhất định sẽ bình yên vô sự. Ngươi đại khái có thể đánh tới. Tần Thiên huynh đệ. Kỷ Long vẻ mặt nghiêm túc, ngươi có thể không nên đùa nha, cái này Thủy Linh Nguyệt thực lực, so với ta đều cao một bậc. Không sao, một cái tiểu nha đầu, cảnh giới tại cao, có tác dụng chó gì nha, ngươi xem cái kia đắc ý, ta nếu là có đế cấp chân thần cảnh, một cái tác đánh hắn tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Tần Thiên Tiến nói không nhỏ, đủ để làm cho tất cả mọi người nghe được. Ông trời của ta, tiểu tử này, đến cùng phải hay không điên rồi chỉ là thiên cấp chân thần cảnh 50 bước tu vi, gan dám càng rỡ như thế. Phía dưới xem náo nhiệt các thiên tài, há mồm trận mắt, xì xào bàn tán. Thủy Linh Nguyệt, cảm giác mình sắp tức nổ tung, sống lớn như vậy, lần thứ nhất có nam nhân, lạnh nhạt như vậy, kích thích bản thân. Tần Thiên đúng không? Ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Đứng ra, tiếp ta đệ nhất trưởng. Đinh. Đinh. Với cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh mở ra tà giáo, bất tử chi thân hình thái. Tà giáo bất tử chi thân hình thái, trong vòng 5 phút đồng hồ, chủ ký sinh có thể bất tử bất diệt. Qua đi, chủ ký sinh sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu giai đoạn, thận trọng sử dụng. Màu trắng đen đồ văn, phủ đầy toàn thân cao thấp. Tần thiên hoạt động một chút bàn tay, cảm giác cũng không tệ lắm, tiểu nương môn, ngươi chờ cái gì đây, nhanh lên nha. Quát, thủy linh nguyệt một chưởng đánh ra phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp thần lực tựa như là một vũng biển cả chìm không giết chết đại vương cấp chân thần cảnh 90 bước cường giả dễ như trở bàn tay tần thiên không tránh không né mặc cho lực lượng này đánh đánh vào trên thân thể bành đông 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 thiên địa câu tịch không một tiếng động toàn trường bóng người rung động tiểu tử kia điên rồi điên rồi thế mà tránh cũng không tránh Thủy Linh Nguyệt giống nhau là biểu lộ ngoài ý muốn, hừ, tự tìm chết, chẳng trách bản cô nương. Một chút, hết thảy đều kết thúc, tan thành mây khói. Một bóng người, gần sóng bên trong đi ra. Trên người giữ tận vết thương, nhanh chóng khép lại. Tần Thiên Nhất miệng thật đúng là đau nha. Ngươi, ngươi không có việc gì? Thủy Linh Nguyệt giật nảy mình. Thiếu niên vết thương trên người đã là đang khép lại, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là thiếu niên khí tức không có chút nào biến động giảm xuống xu thế. Nhận lấy trọng thương, khí tức không thay đổi, vô cùng quỷ dị. Được. Ta muốn nhìn, ngươi yêu nghiệt này, còn có thể hay không, đón lấy ta trưởng thứ hai. Thủy Linh Nguyệt hít sâu một hơi, lại là một trưởng đánh ra. Rầm rầm. Ngập trời thần lực, biến thành, một vòng màu xanh thẳm ánh trăng, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy năng, chân chân chính chính đến rồi, trọng thương giết chết, Đại vương cấp chân thần cảnh 99 bước cường giả trình tốc độ. Tần Thiên bản thân tu vi mới thiên cấp chân thần cảnh 50 bước, thấy thế nào cũng không giống là khả năng tại công kích này dưới có hy vọng sống sót manh mối. Ầm. Um, Ầm. Um, Ầm. Um. Đầy trời ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Tần Thiên vẫn là không tránh không né, bị ánh trăng kia hung hăng oanh kích đến. Trong đình viện. ưu Nhã bình tĩnh ngồi ở ghế đá đạm đài vô tâm bỗng nhiên đứng dậy gia hỏa kia quá làm loạn đi còn là nói có cực độ tự tin và bình yên vô sự thủ đoạn rầm 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 trên bầu trời hỗn loạn phong bạo không kiên nể gì cả thế bài sơn đảo hải khuếch tán lan tràn chú ý cuộc phong ba này đám thiên tài bọn họ từng cái là ánh mắt hoảng sợ cái nào từng thiên thật là điên rồi không nhưng chính là mình tìm chết ta không tin hắn tại công kích này dưới còn có còn sống khả năng thủy linh nguyệt nín thở trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an thời gian uống cạn nửa chén trà về sau phong bạo dừng cộc cộc tiến bước chân vang vọng tần thiên một thân khủng bố tận xương vết thương cởi trần ở tại vạn chúng chú một bên trong đau quá nha nhếch nhếch miệng vận chuyển thần lực thịt vết thương trên người khép lại ngươi ngươi cái này ác tặc yêu nghiệp rốt cuộc là ai thủy linh nguyệt triệt để kinh ngạc đến rồi chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi sẽ không chết à? Ha ha! Tần thi ngửa mặt lên trời cười to, phí cái gì lời nói? Ngươi chỉ còn lại có, cuối cùng một chưởng, giết không được ta, coi như xong đời con bê. Đáng giận! Yêu nghiệt, một chưởng này, nhất định sẽ giết ngươi. Thủy Linh Nguyệt mặt niệm pháp quyết, ẩn núp thể nội chỗ sâu của lực lượng kia, phóng lên tận trời. Đế cấp chân thần cảnh, 50 bước tu vi. Ngọc thủ quét ngang bổ ra một đạo màu xanh nhạt nguyệt quan trảm ngấn, mang theo tuyệt thế sắc bén hồ độ, đem hư không trảm phá hai nữa. Ba động lăng lệ cái thế nguyệt quan trảm ngấn, phá diệt giết chết, đế cấp chân thần cảnh 10 bước, 20 bước cường giả. Rầm rầm. Máu tươi, tung tóe một giọt, nhiễm đỏ thiên không. Bạch y thiếu niên, từ thiên linh đóng bắt đầu, nhục thân vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Ha ha. Lần này, ngươi chết đi. Thủy Linh Nguyệt, nhẹ nhàng thở ra, tiếng cười liên tục. Bất tử chi thân. Cho ta khép lại. Tần thiên ý chí, vang vọng chư thiên. Nhục thân mảnh vụn, khi lý hoa lạp ngưng tụ, tạo nên ra, bản thân hoàn hảo không hao tổn bộ dáng. Trong nháy mắt, dưới bầu trời, rốt cuộc nghe không được, một tơ một hào tiếng hỗn loạn. Trong đình viện, kinh nếu phiên hồng, mỹ lệ không gì sánh được đạm đài vô tâm, ngồi về ghế đá, trong lòng đè ép một chút gánh vác tiêu tán, hô, thật là, gia hỏa này chết sống, ta tại sao phải đi mong nhớ. Tà giáo bất tử chi thân hình thái quan bế. Tần thiên cũng là cảm thấy suy yếu, thẩm thấu linh hồn, nhất định phải lập tức tìm một chỗ nghỉ ngơi thủy linh nguyệt cô nương, ba trưởng đã qua. Ta một cộng lông đều là không có thương tổn được, vậy ta liền đi. Nghe được thiếu niên thanh âm, thất thần thủy linh nguyệt, mới là lấy lại tinh thần. Ngươi tên yêu nghiệt này trên đời cái kia có người có thể bất tử bất diệt, trừ phi ngươi là yêu ma chuyển thế. Ha ha, xem thường nhất như ngươi loại này mù tịch không biết gia hỏa, đối với mình trí tuệ không thể nào hiểu được, cũng nhận biết không tới đồ vật, trong lòng sinh ra e ngại về sau, liền cho người chụp mũ lung tung. Tần Thiên cười cười, thản nhiên tự nhiên, quay người rời đi. Hỗn đảng, ta vô tri. Ta thế nhưng là thông minh tuyệt đỉnh người thủy linh nguyệt mấp máy môi đỏ tần thiên nhận lấy bản thân ba chưởng xem ra là hôm nay không thể tìm hắn để gây sự đợi đến ngày sau bản thân liền muốn đem tên yêu nghiệt này bóc chết không cần đi theo ta tần thiên quay người đối với đi theo kỷ long nhắc nhở một câu về tới trong viện đạm đài vô tâm nhìn lấy thiếu niên trở về sắc mặt quặng cu ẻ yên tĩnh không nói một từ ta muốn nghỉ ngơi một chút ngày mai gặp tần thiên vừa nói đi vào gian phòng tà giáo bất tử chi thân tai hại, thật là không nhỏ, nghỉ ngơi nửa ngày một đêm, mới là thể lực khôi phục. Tần Thiên xếp bằng ở trên giường, lấy ra Lý Long Linh thú tới. Cái này toàn thân che kín vảy màu vàng kim tiểu gia hỏa, còn không ngừng đông đưa cái đuôi, ý đồ chạy trốn. Hắc hắc! Phun ra bên trong cơ thể ngươi tinh hạch, ta có thể thả ngươi thả lại hồ nước, bằng không, ta liền hầm canh cá uống. Ngao ngao! Lý Long Linh thú, ánh mắt hung hãn, nhìn chằm chằm thiếu niên tự hồ tại biểu đạt tốt ngươi chờ ta ngày sau ta cá chết vượt long môn một bước lên trời về sau sẽ không để ngươi chợt một cái to bằng nắm đấm trẻ con bao hàm chớ đại năng lượng thủy tinh chén lý long linh thú phun ra lý long linh thú thừa dịp này thoát ly tay của thiếu niên lòng bàn tay lại là chui vào mặt đất biến mất không còn tâm tích dù sao lý long tinh hạch tới tay tần thiên lười đi quản nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu luyện hóa Lý Long tinh hạch năng lượng. Đinh. Đinh. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh luyện hóa lý long tinh hạch năng lượng. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 51 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 52 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 53 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 70 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 80 bước. Cạc cạc cạc. Thống khoái. Hàm Trì đại hội, nhanh lên bắt đầu đi. Ta đã trải qua có phần không chờ mong. Tần Thiên liếm môi một cái, hưng phấn huyết dịch trục trịch. Cùng lúc đó, Khổng Lồ Hàm Trì Sơn Trang, một tòa biệt viện bên trong. Mỹ lệ làm rung động lòng người Thủy Linh Nguyệt, Hy Lý Hoa Lạp nói, tỷ, ngươi không biết, cái nào gọi là Tần Thiên gia hỏa, thật là một cái yêu nghiệt hắn có bất tử năng lực. Tên yêu nghiệt này, còn có một loại kỳ lạ thủ đoạn, ngay cả ta đều có thể cầm cố lại nửa cái hô hấp. a à, từ khi ta tới về sau, ngươi liền nói với ta mười mấy lần. Thủy Linh Nguyệt trước mặt, đứng thanh mỹ nữ tử, cười một tiếng, ngươi, tự hồ đối với cái nào tầng thiên, rất là để bụng nha. Nữ tử, tuyệt đại dung nhan, lượng lờ thân hình, da trắng nõn nà, mắt như sao, khí chất cao quý, như ngồi trong mây. Nàng chính là Thủy Thiên Tông thiếu trưởng giáo, Thủy Linh Thiên, cũng là Thủy Linh Nguyệt tỷ tỷ. "A, à, tỷ, ngươi nói nhăn gì đấy, ta nhớ Thương Gia Hỏa kia là bởi vì hắn chính là một quái vật, ngươi chẳng lẽ không để ý tới hiểu à, hắn là quái vật, là một yêu nghiệt." Thủy Linh Nguyệt một lại nhấn mạnh tai, dù sao chờ ta đụng phải nửa hắn, nhất định phải đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh, nhìn một chút bất tử chi thân, còn có hay không phục sinh khép lại khả năng. Thủy Linh Thiên đôi mắt đẹp trầm ngưng, bất tử chi thân, nghịch thiên năng lực, xuất hiện ở một cái thiên cấp chân thần cảnh tu sĩ trên người, hoàn toàn chính xác cũng là vạn cổ khó tìm. Đến lúc đó, tỷ tỷ ta một bên lượt trận, nhìn xem cái kia tầng thiên bất tử chi thân, đến cùng có gì môn đạo. Mấy ngày thời gian, chớp mắt đi qua. Chờ mong khẩn trương thời khắc, rốt cục xem như lại tới. Một đạo thông hướng một thế giới khác thiên địa không gian cửa vào, tại hàm trì sơn trang thiên không, từ từ mở ra, hoàn thiện. Hàng ngàn hàng vạn người trẻ tuổi ảnh, tán lạc tại Sơn Trang, vị trí bất đồng, ngửa đầu nhìn lại. Ha ha! Hàm trì đại hội, muốn bắt đầu. Kỷ Long cười lớn, xông vào viện tử, đứng ở tầng thiên cùng đạm đài vô tâm trước người. Hai người này, nữ nhân có biến thái kinh khủng cấm kỵ thiên phú huyết mạch, nam nhân có thần bí sợ hãi bất tử năng lực, ta trước thời gian lôi kéo được bọn hắn, thực sự là thông minh lựa chọn. Đúng vậy a, à, rốt cuộc bắt đầu rồi, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hưu. Hưu. Hàng ngàn hàng vạn thân ảnh, tre già dạ măng mọc, nối đuôi nhau mà ra. Lơ lửng tại hàm trì sơn trang trên không cái kia không gian cửa vào, nương theo lấy trong sơn trang tất cả thiên tài đi vào, cũng là từ từ khép lại bên trên. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp, dáng lâm ở tại, hàm trì đại lục biên giới là một cái bộ dáng xinh đẹp thoát tục đen nhánh dài chảy vuốt thành bím tóc đuôi ngựa người mặc xanh biết váy dài toàn thân giàu dạt ra thanh xuân sức sống yêu tinh khí tức thiếu nữ chật chật khối này đại lục hoàn cảnh thật đúng là thiếu thốn ác liệt nha thiên địa thần lực như thế mỏng manh huyền tâm nhíu nhíu mày hy vọng sự kiện lần này sư tỷ không nên trách tội ta mới tốt đến thời điểm ta thế nhưng là cùng sư tôn thương lượng qua sư tôn cũng đồng ý cách làm của ta bất kỳ người nào đều mơ tưởng ảnh hưởng quấy nhiễu sư tỷ tu luyện thái thượng tâm kinh con đường rầm rầm tựa như là xuyên qua tầng một nồng đậm đến thực thể hơi nước trước mắt ánh mắt hỗn loạn nửa chén trà nhỏ thời gian về sau tầng thiên hiện bản thân đứng ở một tòa vô tận rộng lớn trên bình đài một cái đại đạo kết nối lấy bình đài kéo dài tới chân trời nhìn không thấy cuối cùng không đúng, không phải một cái đại đạo, mà là mười đầu đại đạo. Cái này mười đầu đại đạo, tự nhiên mênh mông, phản phất thông thiên chi bậc thang. Đi lên trước, có thể tiến vào một cái, chỗ thần bí. Kỷ Long lúc này mở miệng nhắc nhở nói, những cái này con đường, chính là có thể, đến hàm trì thông đạo. Chúng ta tùy tiện chọn một. T. Chỉ cần bước lên cái kia đại đạo, những người khác, có thể đều là địch nhân. Cái này sạch sẽ đại đạo rất nhanh sẽ bị máu tươi ăn mòn phủ lên. Minh Bạch. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Ác Tặc. Yêu Nghiệt. Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Tần Thiên vần quanh bốn phía. Tìm cái gì đâu? Ác Tặc, bản cô nương tại cái này. Thủy Linh Nguyệt, mặt lạnh lấy, đặt chân ở cách đó không xa, bên cạnh còn có một cái mặt mày như họa, quốc sắc thiên hương cao quý nữ tử. Ha ha. Ngươi cái này mạnh mẽ nữ nhân. Ngay từ đầu mắng ta ác tặc, về sau lại mắng ta yêu nghiệt. Ta xem ngươi cũng là lời nói không mạch lạc, tần thiên khoát tay áo, treo đùa nói nói. Thủy Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ta biết rồi miệng ngươi lưỡi lợi hại. Ta không cùng ngươi đấu khẩu. Chúng ta chân chân chính chính, một chọi một giao thủ luận bàn một trận, có dám hay không? Ta muốn nhìn, ngươi cái kia bất tử chi thân, đến cùng có thể hay không, để ngươi bất tử bất diệt. Thủy Linh Thiên đôi mắt đẹp nhắm lại, hứng thú bừng bừng, rất hiển nhiên, đối với tầng thiên bất tử chi thân, một dạng cực cảm thấy hứng thú. Ở đây không ít thiên tài, đưa mắt tới. Bất tử chi thân. Thú vị, thú vị nha, một cái thân hình thể phách, tràn ra xích kim văn lộ thanh niên, cười cười. Ta kim thân bất hữu thể, tại Hàm Dương Đại Lục bên trên, phòng ngự có thể xưng vô địch, có thể cũng không có nói, là thân bất tử giai đoạn, đó là trong truyền thuyết cấm kỵ tà ác năng lực. Buồn cười, Tần Thiên quay đầu đi. Nhìn thấy thiếu niên lờ đi bản thân, Thủy Linh Nguyệt thẹn quá hóa giận, ha ha, không dám. Cũng cho ngươi vẫn là nam nhi bảy thước. Ta không là yêu nghiệt ác tặc sao? Lúc nào lại thành nam nhi bảy thước? Tần Thiên nhún vai lại nói, bất tử chi thân thế nào, ta có banh thiên pháo, cũng không cùng ngươi đánh. Cái gì? Là... Banh thiên pháo thủy linh nguyệt sững sờ không tốt giải thích tần thiên lắc đầu dù sao ngươi chính là không dám có phải hay không là cười chết ta rồi ngươi tên hèn nhát này thủy linh nguyệt cố ý kích thích hô nói tiểu nương môn ngươi lợi hại không liền ta là thiên cấp chân thần cảnh ngươi là đế cấp chân thần cảnh cùng ta chơi ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao tần thiên nhìn thẳng nữ hài ngữ khí thật sự nói nói vẫn là câu nói kia Ta muốn là đế cấp chân thần cảnh, một cái tác chết ngươi. Hô. Hô. Thủy Linh Nguyệt, khuôn mặt xanh đỏ đang xen. Tốt, ở chỗ này mắng nhau, còn thể thống gì, Thủy Linh Thiên phất phất tay, ra hiệu muội muội không cần tại lên tiếng. Kỷ Long nhéo một cái mồ hôi lạnh, Tần Thiên huynh đệ, ta liền bội phục ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên, không có cùng Thủy Linh Nguyệt đấu, không ít người vô cùng thất vọng. Khúc Nhạc dạo ngắn nhấc lên bình ổn phong ba yên tĩnh về sau, tiếp cận hơn vạn danh thiên tài, xông lên mười đầu đại đạo. Tần Thiên, Đạm Đài Vô Tâm, Kỷ Long, ba người lựa chọn chính là cùng một con đường. Ầm. Um, Ầm. Um, Ầm. Um. Cục diện hỗn loạn, lập tức trình diễn. Đều cúp cho ta. Muốn cùng ta tranh đoạt tiến vào hàm trì gột rửa tư cách, các ngươi không xứng. Một cái đế cấp chân thần cảnh thiên tài, bộ dáng bể nghệ lạnh lùng, huy quyền như mưa, đánh bay bên cạnh 10 cái thiên tài. Tần thiên cảm thấy tại cái này dài trên đường, giết người thăng cấp là bản thân chuyện ắt phải làm, nếu không cho dù là đến rồi hàm trì trước mặt, khẳng định còn sẽ có một trận, càng thêm đại chiến kịch liệt. Lúc kia, thiên cấp chân thần cảnh 80 bước tu vi, rõ ràng là không đủ đủ. Quả nhiên, rất nhanh, hỗn loạn chiến đấu, ảnh hưởng đến trên người mình, mấy chục cái thiên tài, thần sắc giữ tợn nhào lên. Đinh, Đinh Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cấp người sai gian cấp 6 Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc 1.000 lần công suất Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 800 lần điểm chiến lực công suất Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trung cực bát môn độn giáp Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi Tam Cấp rất nhiều hệ thống năng lực, nước chảy mây trôi mở ra. Thương lam sắc thủy tinh dài, nằm ở đầu vai cùng phía sau, một cây ngân sắc viên hầu cái đuôi, cái mông sau tinh nghịch đông đưa. Đột nhiên hình dạng, khí thế, giống nhau đại biến, trung động dài trên đường bay vút không ít thiên tài. Tần thiên giờ phút này phát tiết ra vô địch bạo tạc tính chất khí tức ba động, để đế cấp chân thần cảnh giai đoạn khởi đầu tu sĩ, cũng hơi kiên kỵ. Long quyền bạo, kèm theo chung cực tịch tượng một quyền đánh ra quét ngang tất cả hủy thiên diệt địa phản chính ở chỗ này trừ kỷ long đạm đài vô tâm đều là địch nhân của mình tần thiên cũng không để ý ai ra tay với mình ai đối với không tự mình ra tay quét ngang bể nghể diệt sát lấy lần lượt từng bóng người a à a à. chết tại thiếu niên dưới nắm tay thiên tài kịch liệt gia tăng hừ ngươi tiểu tử này gan dám càng rỡ như thế một cổ kinh thiên khí thế khóa quyết định là một cái đế cấp chân thần cảnh mười bước tu vi thiên tài thanh niên hắc hắc ngươi muốn chết sao vậy ta liền thành toàn ngươi tần thiên khóe miệng cười cười trong tay thương băng huyết thần kiếm huyết hồng yêu đao nhảy ra thần cấp song kiếm lưu đệ nhất thức vị diện chi lực gia trì huyết hồng phong bạo thần cấp song kiếm lưu đệ nhị thức vị diện chi lực gia trì thương băng đao kiếm thần cấp song kiếm lưu đệ tam thức, vị diện chi lực gia trì, huyết băng phá diệt. Ba cổ đao kiếm phong bạo, xâm nhập mà ra. Điêu trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích. Đế cấp chân thần cảnh mười bước thanh niên, cười lạnh kinh thường. Có đúng không? Thất thập nhị biến, định thân thuật. Tần thiên đọc lên pháp quyết, thiên địa giam cầm. Rầm rầm rầm. Ba cổ đao kiếm phong bạo, đủ số đánh đánh vào, cái kia không cách nào nhúc nhích đế cấp chân thần cảnh thiên tài thanh niên trên người. Rầm rầm rầm. Bị song kiếm lưu, tam trọng thế công bao phủ, hoàn toàn trong số mệnh thiên tài thanh niên, hoa hoa thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Dài trên đường, tất cả thiên tài, trung động, trợn mắt hốc mồm làm sao có thể. Tiểu tử kia rốt cuộc là hạng gì quái vật cấm kỵ. Vì cái gì đối phương không tránh không né. Đạm đài vô tâm, đôi mắt đẹp sáng lên triệt cổ giam cầm chi lực là cái gì a à, ngươi tên yêu nghiệt này dùng cái gì yêu pháp ứng phó ta vì cái gì ta không thể động đậy đế cấp chân thần cảnh mười bước tu vi thanh niên cuồng loạn gào thét gào thét thiên cấp chân thần cảnh tám mươi bước cùng đế cấp chân thần cảnh mười bước chung quy là khoảng cách cách biệt quá xa ta muốn diệt sát súc sinh này đạt được một đợt mập linh lợi kinh nghiệm trị nhất định phải dùng điểm đồ thật mới được Nhìn lấy bị tam trọng xong kiếm lưu công kích xong toàn bộ mệnh về sau, còn là Sinh Long hoặc Hổ Bộ dáng thanh niên, Tần Thiên tâm lý lẫm bẩm một câu về sau, thương băng huyết thần kiếm, huyết hồng yêu đao thu lại, một cổ nóng trực khí tức chiếm lấy, nương theo lấy ngẫn cao phượng hoàng hóc vang tiếng. Đó là Đế cấp chân thần cảnh thanh niên con ngươi co vào, trong tầm mắt Tần Thiên trong tay nhiều hơn một thanh vũ phiến. Cái này thiên ti vạn lũ ngọn lửa nhấp nháy vũ phiến, từ từng cây phượng hoàng linh vũ dệt thành lan tràn ra hủy diệt thần bí ba động, ít nhất là ba khoảng cấp 10 tiên thiên thần vật. Hàm Dương đại lục bên trên, 30 cấp trên dưới tiên thiên thần vật, đặt ở thập đại thánh tông, cũng có thể hành động, bảo vật trấn tông. Tần thiên lại là, cầm được ra, như thế thần vật. Hắc hắc, nói thật, ta lần thứ nhất dùng cái này cây quạt chiến đấu, ngươi phải cẩn thận. Tần thiên hít sâu một hơi, toàn thân lực lượng không giữ lại chút nào, rót vào đến hỏa diễm phượng vũ phiến một cái phía dưới. Thao thiên hỏa diễm trong bữa tiệc gào thét mà lên. Cực đoan kinh khủng thanh thế, đơn giản trả lời một câu lời nói. Một cái phía dưới, đốt núi nấu biển. Không. Ngươi cái này tạp toái. ỷ vào thần vật chi uy, tính anh hùng gì hảo hán. Đế cấp chân thần cảnh mười bước tu vi thanh niên, một bên toàn lực ứng phó đối kháng vậy muốn đem mình hóa thành hư không hỏa diễm, một bên thanh âm phẫn nộ gầm rú. Cạc cạc. Tiểu gia ta vốn là khinh thường làm anh hùng gì hảo hán, huống hồ tình hình dưới mắt, giết ngươi mới là trọng yếu nhất." Tần Thiên tàn khốc vừa nói, lại tốc độ vỗ Hỏa Diễm Phượng Vũ Phiến. Khỏi phải nói, sử dụng cái này 30 cấp tiên thiên thần vật, thực sự là hao phí thể lực, hai lần công phu, Tần Thiên một thân lực lượng, bị rút ra đi khoảng 7 phần 10. A à a. À. Thu hoạch cũng là có, đế cấp chân thần cảnh 10 bước tu vi thanh niên, ngăn cản không nổi khủng bố Hỏa Diễm xâm nhập nhục thân bị thiêu hủy tư tư rung động, một mảnh than cốc, khí tức trên diện rộng tốc độ hạ xuống. Đạm đài vô tâm, cao quý thần thánh, phía sau trắng tinh tứ dực thiên sứ cánh lấp lóe chiến kiếm trong tay, người khoác chiến giáp. Hoành tảo tứ phương. Mặc kệ là dạng gì nam tử, nhìn thấy nữ nhân như thế hình thái mỹ lệ, đều hiểu ý sinh ngưỡng mộ. Kỷ Long một dạng, tại cùng một vị đế cấp chân thần cảnh cường giả, kịch liệt giao thủ. Nói là liên thủ hành động, đến rồi cái này dài trên đường về sau vẫn là riêng phần mình có riêng chiến trường ngươi tên vương bác đảng này hèn hạ hỗn đảng ta liều mạng với ngươi máu me đầm đìa bi thảm bộ dáng thanh niên liều lĩnh đánh về phía cảnh giới kia vốn nên xa thấp hơn nhiều bản thân sẽ để cho mình tùy tiện xóa bỏ thiếu niên thất thập nhị biến nhật nguyệt tinh thần thất thập nhị biến thôn vân thổ vụ thất thập nhị biến ngũ hành càng khôn thất thập nhị biến hàng yêu phục ma thất thập nhị biến hô phong hoáng vũ thất thập nhị biến hoàng cuồng phong giơ tay nhất chân đại lượng phức tạp huyền ảo công kích sinh ra sắc mặt dần dần trắng bệch đây là thể lực hao phí hầu như không còn báo hiệu tần thiên hô hấp gấp gáp một kích cuối cùng hỏa diễm phượng vũ phiến vung lên phần thiên địa hỏa diễm vòng quanh vũ phiến lực mạnh vung ra vô biên vô tận nóng bỏng hỏa diễm, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt, che khuất bầu trời hỏa diễm phượng hoàng. Có như thế cấm kỵ công kích, dung nhập thất thập nhị biến rất nhiều thủ đoạn. Đế cấp 10 bước tu vi thiên tài thanh niên, cuối cùng là tán thân vẫn lạc. Là... Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết, 103 danh thiên tài. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết, đế cấp chân thần cảnh 10 bước cấp thiên tài. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 1.500 vạn ức điểm chung cực kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 1.000 vạn ức điểm chung cực kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 81 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 82 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 83 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 90 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thiên cấp chân thần cảnh 99 bước. Cùng thông thiên chân thần cảnh, cách một con đường nha. Cảnh giới đột phá, để hư nhược khí tức, nhanh chóng kéo lên đỉnh phong cực hạn. Tần thiên liếm môi một cái. Dết. Rộng lớn, khoảng cách vô tận dài trên đường, thường cách một đoạn khoảng cách, thế tất có máu tươi cùng thi cốt dấu vết. Hỗn loạn chém dết, không biết kéo dài bao lâu. Rốt cuộc thấy được, một tòa núi lớn. Thụy quan vạn cái, mây mù quấn, tiên hạt cùng vang lên. Hô! Hô! Tần thiên miệng to thở, thần lực trong cơ thể ngoại phóng, đem nhiễm đỏ bạch y huyết dịch chân rơi. Đinh! Đinh! Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, chém giết 132 danh thiên tài. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 2.000 vạn ức điểm chung cực kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 1.500 vạn ức điểm chung cực kim tệ trị chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh một bước chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh hai bước chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh mười bước cảm giác rất không tệ tần thiên cười cười dựa vào hỏa diễm phượng vũ phiến thủ đoạn dốc túi mà ra lời nói chiếm lấy một cái tiếng vào hàm trì gột rửa tư cách ta xem như có nắm chắc xa như vậy xa còn chưa đủ tối thiểu đang lừa dối đến hai cái tư cách, một cái cho đạm đài, một cái cho kỹ long. Tiến vào hàm trì đại hội không gian thiên tài, trên vạn người. Đạt tới thần bí trên nọn núi lớn, ba, bốn trăm người, thật là khó có thể tưởng tượng, trận này hàm trì đại hội, chung vùi bao nhiêu, tư chất thượng thừa thiên tài. Tu luyện, lấy võ vi tôn, nhật nhục cường thực thế giới, sinh mệnh yếu ớt cấp độ, đến rồi làm cho người chỉ trình tốc độ, hơn 300 tên trải qua giết hại thiên tài, đứng ở đại sơn chi đỉnh, hiện ra ở phía trước, là một cái thác nước. Dưới thác nước có một cái đầm nước, đầm nước mặt ngoài, nổi lơ lửng 10 cái tự nhiên mà thành bệ đá, chỉ có thể cung cấp một người ngồi xếp bằng. Rõ ràng, cướp được một cái bệ đá, liền được một cái hàm trì tẩy lễ tư cách. Bầu không khí, một lần yên tĩnh, không có người nói chuyện, đầm nước nổi lên gần sóng gần sóng, thác nước rơi xuống đầm nước, là duy nhất thanh âm cách đó không xa thủy linh nguyệt còn ánh mắt bất thiện xem ra đối với này tần thiên chỉ là cười cười mở to miệng ra im ắng chi ngôn thủy linh nguyệt từ miệng hình cũng biết nói đó là ý gì nha hỗn đảng dám mắng ta đàn bà đanh đá hàm trì đại hội không gian thánh quang phổ chiếu trọng lớn khí tượng bất phàm đại sơn chi đỉnh không khí an tĩnh kéo dài thật lâu nhưng là chung quy là muốn có người đánh nát cục diện này dẫn đầu xuất ra thanh âm là một người mặc áo bào tím trường thương trong tay thần binh khí thế trường hồng xuyên thấu thiên địa thanh niên các vị như thế làng nhà làng nhằng làm gì ta dơ cao mãnh liệt muốn một cái hàm trì tẩy lễ tư cách có ai không phục đứng ra hàm dương đại lục thập đại thánh tông một trong thiên thương điện đại đệ tử dơ cao mãnh liệt tư chất cái thế thực lực nổi bật bất phàm dĩ nhiên là đại đế cấp chân thần cảnh cấp độ nhìn chung toàn trường hắn là tu vi và thực lực cao cấp nhất một một người trong. Nương theo lấy hắn âm vang có lực thanh âm rơi xuống, trong lúc nhất thời, ngược lại là không người đứng ra phản đối. Tần thiên ánh mắt nghiêm nghị, đại đế cấp chân thần cảnh cấp độ, ta muốn trước hết giết một cái, tăng lên dưới tu vi cảnh giới. Đạm đài Nghe được đối phương xưng hô, đạm đài vô tâm đôi mắt đẹp một tia dập dờn, chần chờ sát na, thấp giọng ứng nói làm gì. Hắc hắc, hàm trì tẩy lễ, tranh đoạt thảm thiết như vậy, có thể nghĩ, hàm trì tẩy lễ cho người ta mang tới có ích, nhất định không nhỏ. Tần Thiên cười nói nói, ta dự định, chơi cái trò chơi. Có ý tứ gì? Đạm đài vô tâm hồ nghi không hiểu, ngươi không phải muốn. Đúng, Tần Thiên nhẹ gật đầu, tùy theo thản nhiên tự nhiên, khí tốc độ tự nhiên đi ra. Lập tức tất cả mọi người tại chỗ, giật nảy mình, tiểu tử kia làm gì? Hàm trì tẩy lễ tư cách, ta cũng phải một cái, ai có ý kiến, đứng ra nói chuyện tần thiên mỗi chữ mỗi câu hô nói ha ha cái này ác tặc yêu nghiệt điên rồi thủy linh nguyệt phình bụng cười to không phải một bên tỷ tỷ thủy linh thiên kéo nàng ống tay áo một chút thủy linh nguyệt sợ là cái thứ nhất đứng ra đi hô hào ta muốn phản đối kỷ long thần sắc ngạc nhiên tần thiên huynh đệ cái này muốn làm gì nha coi như muốn có được hàm trì tẩy lễ tư cách lấy thực lực của chúng ta cũng cần phải yên lặng theo dõi kỳ biến tốt nhất chờ mấy cái kia mạnh nhân vật xảy ra tranh chấp, đục nước béo còn mới được. Đạm đài vô tâm, hàm răng ngậm môi, con ngươi khỏi bệnh phức tạp nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người nam tử, có thể như vậy hờ hững tất cả, bất luận đang ở tình huống nào, đều là duy trì, đạm nhiên thông dong thái độ. Quan trọng nhất là, tầng thiên trên thân còn lan tràn ra một cổ thần bí quang hoàng, đó là một loại không thể miêu tả thần bí. Hồng Học Trận trận hàng phong thổi qua Tần Thiên sờ lên cái ót, ý cười sáng lạng, tại sao không ai nói chuyện nha, nếu là không có người phản đối ta được đến một cái hàm trì tẩy lễ tư cách, ta coi như được voi đòi tiên, ta còn muốn hai cái hàm trì tẩy lễ vị trí, cho ta hai đồng bạn. T. Nghe vậy, không biết bao nhiêu ngày mới, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không phải điên rồi, là căn bản, tại vách núi thẳng đứng khiêu vũ nha. Ha ha ha. Không nghĩ tới, lần này hàm trì đại hội, gặp được một cái như vậy có suy luận tên điên. Châm chọc tiếng cười, vang vọng quanh quẩn. Tần thiên nhìn lại, cái kia cười là, bộ dáng lạnh lẽo, áo bào màu đỏ thanh niên, khí tức khát máu khủng bố, để cho người ta nhìn lên một cái, liền tâm hồn bất an. Đại đế cấp chân thần cảnh tu vi cấp độ. Há, ngươi là cái nào? Tiếp thiên lang dậm chân đi ra, bản đại gia, hàm dương đại lục, thập đại thánh tông, ma lan tông đại đệ tử, tiếp thiên lang Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mới vừa nói mấy câu nói kia, liền tội đáng chết vạn lần. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, bản đại gia có đại đế cấp chân thần cảnh đệ ngũ bộ tu vi, cũng không dám nói, độc chiếm ba cái hàm trì tẩy lễ tư cách, ngươi lại dám khẩu xuất cùng ngôn, thực sự là chán sống rồi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ai, ào ào một đống lớn, ta cũng nghe không hiểu, ngươi con súc sinh này lại nói cái gì nha, tần thiên khoát tay áo, rất là bất đắc dĩ làm càng. Cẩu tạp toái, ngươi còn dám chống đối nhục mà ta. Tiết Thiên Lang đôi mắt xích hồng, sát khí mênh mông quét sạch bốn phương thiên địa. khu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết, ta trước hết giết ngươi, để chư vị ở đây, nhìn ta một chút có hay không, chiếm cứ hàm trì tẩy lễ vị trí tư cách, tần thiên mỗi chữ mỗi câu nói nói, mọi người an tâm chớ vội, chờ thêm chốc lát, ta muốn cùng hắn, thay cái chiến đấu sân bãi. Ha ha! Buồn cười! ngươi nói đổi chiến trường liền đổi. Nơi này là hàm trì không gian, ngươi muốn đi chỗ nào giết ta. Tiếp Thiên Lang kinh thường cười lạnh. Thần cấp tam câu ngọc tri nê sa rin gan mở ra. Thiên chi ngự trung, băng tuyết không gian. Tần thiên một cái động lực, đem mình cùng mục tiêu, đều là kéo vào dị độ không gian, biến mất ở, vạn chúng nhìn trừng trừng nhìn soi mói. Người đâu? Bọn hắn khắp nơi. Là tên tiểu tử kia con mắt, có đem địch nhân kéo vào dị độ không gian lực lượng. Tại dị độ không gian bên trong chiến đấu, tiểu tử kia liền từ nắm chắc chiến thắng tiết thiên lang. Đây không khỏi đài ngây thơ đi. Đạm đài vô tâm, thần sắc xoắn suýt, còn có một chút lo lắng. Dù sao cũng là ưa thích, loạn như vậy tới sao? Ta sẽ không nên cùng gia hỏa này, đợi cùng một chỗ, hàm trì đại hội kết thúc về sau, vẫn là tự mình một người xông xáo tốt, cùng với hắn một chỗ, chính là không nói lời nào, tâm lý đều cũng có loại ngoan ngoãn cảm giác. Thiên chi ngự trung, băng tuyết không gian. Thiên địa một mảnh thương lam, đến không hết băng sơn giữ tận đứng vững, số không độ băng hàng, để cho người ta không rét mà run. Cho dù là có đại đế cấp chân thần cảnh đệ ngũ bộ tu vi tiết thiên lang, cũng đều là thần lực trong cơ thể, một tia đông dấu vết hiện tượng xuất hiện. Nhìn tiền phương, cái kia đứng ở một tòa băng sơn đỉnh bạch y thiếu niên tiếp thiên lang nghiến răng nghiến lợi tiểu tạp toái không nghĩ tới ngươi còn có thể sáng lập ra loại này khí tượng dị độ không gian a hảo thủ đoạn bất quá ta giết ngươi làm theo là giống như nghiền chết một con kiến giống như dễ dàng lời nói đừng nói quá sớm ai bảo ngươi tu vi ra ta nhiều lắm đây cho nên ta dự định gọi mấy người trợ giúp chơi với ngươi tần thiên giang tay ra cười mỉm trả lời nói giúp đỡ Tiết Thiên Lang xem thường, ta ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi có thể hô lên người nào tới giúp ngươi. Đinh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cấp người sai gian cấp 6. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.000 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 800 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra chung cực bát môn độn giáp chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được trung cực tịch tượng trung cực nai gai kỹ năng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được trái ác quỷ gomu gomu nomi bốn cảng hình thái chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vĩ thú ngọc kỹ năng hình ảnh quen thuộc nhảy ra thiếu niên một đầu áo choàng đen biến thành thương lam sắc sắc thái thần bí quanh thân bên ngoài sấm sét vang dội bá đạo nổ tính vô địch ba động lực lượng thanh thế vần quanh vang vọng. Tiết thiên lang con ngươi co vào, khó có thể tin làm sao có thể. Chỉ là thông thiên chân thần cảnh mười bước tu vi, không có khả năng có, đầy đủ kích thước như vậy lực lượng đáng sợ nha. Rầm rầm rầm. Dưới chân sông băng vỡ nát sụp đổ, tầng thiên đi về phía trước ra. Trơ mắt mắt thấy tầng thiên một hệ liệt hệ thống năng lực biến hóa, bề ngoài, khí tức trên lực lượng đều nghiêng trời lệch đất biến hóa sau khi. Tiết Thiên Lang nắm đấm, vô ý thức hư nắm lên đến, "Hảo tiểu tử, ta thực sự là khinh thường ngươi, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, giống nhau là tuyệt đối không thể nào chống đối với ta." "Không thử một chút, làm sao biết nói." Tần Thiên hít sâu một hơi, dậm chân một cái, dẫm lên cân đẩu vân bay lượn ra ngoài, "Long quyền bạo phát, gia trì trung cực nai gai." Rầm rầm rầm. "Một quyền này chi uy." Trọng thương giết chết, phổ thông đế cấp chân thần cảnh tồn tại nhưng mà tiết thiên lang bất quá là cười lạnh một chưởng đánh ra quét ngang tất cả hóa giải tầng thiên lực lượng đại đế cấp chân thần cảnh đệ ngũ bộ tu vi cũng không phải là trưng cho đẹp nha lập tức tiết thiên lang gầm lên giận dữ thể nội vô cùng vô tận trùng trùng điệp điệp thôn thiên tế nhật thần lực tuôn ra tầng thiên tựa như là trong cuồng phong một hạt bụi loạn choạng chật vật bay rớt ra ngoài cẩu tạp toái an tâm lên đường đi tiếp thiên lang bay đến tầng thiên đỉnh đầu một quyền đánh xuống thất thập nhị biến thôn vân thổ vụ thất thập nhị biến hô phong hoáng vũ thất thập nhị biến nhật nguyệt tinh thần thất thập nhị biến tác đậu thành binh thất thập nhị biến hàng yêu phục ma siêu cấp thần la thiên chinh siêu cấp thần uy không cùng tần suất thủ đoạn tại tầng thiên trên thân bày ra bất quá đối với tiếp thiên lang mà nói chính là giống như yếu ớt mây khói, vô cùng đơn giản chính là phá hủy. T. Xem ra thông thiên thần cảnh 10 bước tu vi, cùng đại đế cấp chân thần cảnh đệ ngũ bộ, thật là khác biệt một trời một vực nha. Tần thiên liếm môi một cái, nhưng là như thế này, ta giết hắn, mới khả năng có được, nổ tính đại lượng kinh nghiệm trị nha. Không có kích thích, tính khiêu chiến chiến đấu, cũng không phải là chiến đấu, là một phương diện đồ sát. Đinh Đinh tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ, trưởng thành thuộc tính chỉ thị. Thành trường hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, đại đường cao tăng đường huyền trang, tọa kỵ bạch long mã, kỹ năng Phật Pháp vô biên, trước mắt trưởng thành là thông thiên chân thần cảnh 70 bước. Thành trường hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thiên bồng nguyên soái trư bát giới, binh khí cửu sĩ đinh ba, kỹ năng thiên cương tam thập lục biến, trước mắt trưởng thành là thông thiên chân thần cảnh 70 bước thành trường hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ vua hải tặc thất vũ hải nữ đế hang cốc trái ác quỷ mero mero Nomi người sở hữu kỹ năng điềm điềm cam phong tù binh chi tiễn trước mắt trưởng thành là thông thiên chân thần cảnh 70 bước thành trường hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ nguyệt cung tiên tử thường nga kỹ năng thường nga bôn nguyệt hoa nhường nguyệt thẹn trước mắt trưởng thành là thông thiên chân thần cảnh 70 bước thành trường hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ tề thiên đại thánh công ngộ không binh khí như ý kim cô bổng kỹ năng cân đẩu vân, trước mắt trưởng thành là thông thiên chân thần cảnh 70 bước. Thành trường hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Hokage nhẫn giả Akatsuki konan, kỹ năng thức chỉ chi vũ thần phạt, chỉ phân thân thuật, chỉ thủ lý kiếm, trước mắt trưởng thành là thông thiên chân thần cảnh 70 bước. Hệ thống triệu hoán nhân vật, từng cái lăng không đi ra. Tiếp thiên lang nhìn trận mắt hốc mồm, ngươi tiểu tử này, đều là từ đâu, học được những cái này oai ma tà đạo. Bọn hắn là ai? hắc hắc. Đương nhiên ta trung thành nhất bộ hạ. Tần Thiên cười cười lên. Nhiệm vụ của các ngươi là cho dư gia hỏa này tổn thương cùng kéo dài hắn. Tuân mệnh. Sáu cái hệ thống triệu hoán nhân vật cùng thi triển thần thông, dốc hết toàn lực. Liên hợp phía dưới, chế tạo ra thanh thế cùng cái kia lòe loẹ loẹt công kích để tiết thiên lang đều là giật nảy cả mình. Cút. Các ngươi những cái này gà đất chó sành. Đi chết đi. Tiết Thiên Lang nổi giận gào thét, một quyền đem Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới đánh bay. A! À, yêu quái, làm tổn thương ta nhị sư đệ. Lão tôn ta liều mạng với ngươi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, giơ lên như ý kim cô bổng, vạn quân lực nện xuống. Đinh. Đinh. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh mở ra, tà giáo bất tử chi thân. Tà giáo bất tử chi thân, Xuất từ Hokage những giả hiểu thành viên tổ chức khi đang chủ ký sinh có thể không cần cử hành nghi thức có thể nhấm nháp đối phương máu tươi, đối với tự thân tổn thương, chuyển dời đến bị ý niệm tỏa định trên người địch nhân, mở ra duy trì hiệu quả 5 phút đồng hồ, sau đó lâm vào suy yếu giai đoạn. Thần bí, tà ác màu trắng đen đồ văn, phủ đầy toàn thân. Tần Thiên nhìn lấy nghiền ép 6 cái hệ thống triệu hoán nhân vật tiết thiên lang, cười tàn nhẫn cười, lập tức, liền để ngươi, uy phong không nổi. Rầm rầm rầm. Quá yếu, ngươi dọn tới giúp đỡ, cũng đều là sâu kiến rác rưởi. Tiết Thiên Lang nắm được nữ đế hang cốc cổ, đang chuẩn bị kết quả trước mắt cái này tuyệt mỹ nóng bỏng nữ tử tính mệnh, biến cố đồ sinh. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tiết Thiên Lang loạn choạng lui ra phía sau, ngụm lớn thổ huyết, trước ngực một mảnh máu thịt be bét. Phốc phốc. Trong bụng phiên gian đảo hải cơn đau đánh tới, trái tim bị bóp nát, bạo liệt ra. Tiết Thiên Lang oa oa thổ huyết, trung rẩy nhìn về phía nơi xa, con ngươi hoảng sợ phóng đại, nơi đó, Tần Thiên không biết khi nào, biến thành toàn thân bị đen đồ án màu trắng bao trùm bộ dáng, quan trọng nhất là, Tần Thiên trước ngực cũng là một mảnh máu thịt be bét, không ngừng chảy máu. A à, cạc cạc, phát hiện đâu? Tần Thiên cười sáng lạng, để cho người ta rùng mình, cái này vui thích thống khổ, cũng không phải cái gì người, đều có thể cảm nhận được, ta sẽ thật tốt, nhưng ngươi nhấm nháp đủ. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Mau nói cho ta biết. Tiếp Thiên Lang cùng loạn gào thét. Chỉ là nhường ngươi, thể sẽ thống cổ của tử vong vui vẻ thôi, đừng như thế khóe mắt nhai muốn nứt, Tần Thiên vừa nói, bàn tay thẳng tắp, bén nhọn đâm vào bản thân lồng ngực, tại Ngũ Tạng Lục Phủ ở giữa khoái động. A. À. A. À. Không, mau dừng lại. Tiết Thiên Lang rơi đến hạ phong một tòa sông băng bên trên, lăn lộn đầy đất, ngươi yêu nghiệt này, dùng là yêu pháp Yêu pháp Hắn ý thức được, tần thiên lại là đem bị tổn thương, có thể liên tiếp đến trên người mình. Nhục thân phá diệt, đại đế cấp chân thần cảnh cường giả đều sẽ không chết, thế nhưng là cái này liên tục không ngừng tổn thương, hư hại có thể là sinh mệnh lực. Hắc hắc, không đủ, còn chưa đủ. Tần thiên ánh mắt điên cuồng, lại là năm ngón tay đâm vào linh hồn của mình bên trong. Linh hồn, vô luận đối với tại cái gì dạng cảnh giới cường giả, đều là yếu ớt cấm kỵ chỗ, không cho phép ngoại nhân đụng vào. Dựa vào tà giáo, bất tử chi thân hình thái, tần thiên mới dám, không chút kiên kỵ trà đạp, lận, phá hư linh hồn của mình. Không. Linh hồn bị bóp méo. Tiết thiên lang thất khiếu chảy máu, cũng là nhanh chóng đánh mất, mau dừng lại, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý đem hàm trì tẩy lễ tư cách tặng cho ngươi, thề không. Cùng ngươi tranh đoạt. Mưu xuẩn. Ta đều có thể giết ngươi, cần gì phải lưu tính mệnh của ngươi tần thiên xem thường tiếp tục phá hư linh hồn của mình ngươi ngươi chết không yên lành giết ta liền đợi đến ta ma lang tông trả thù đi ngươi nhất định sẽ bị tháo thành tám khối xua tan tam hồn thất phách sắp chết đến nơi nói khoác mà không biết ngượng tần thiên lắc đầu ngoại giới hàm trì trước đông đảo thiên tài vẻ mặt nghiêm túc nghi hoặc tình huống đến cùng như thế nào Đinh. Đinh. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, vượt cấp chém giết siêu cấp thiên tài Tiết Thiên Lan. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 4.000 vạn ức điểm chung cực kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 3.000 vạn ức điểm chung cực kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 11 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 12 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 13 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 30 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 31 bước. Mở ra tà giáo bất tử chi thân hình thái về sau, sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu, thế nhưng là cảnh giới đột phá, đền bù cái này suy yếu. Tần Thiên bay ra ngoài, đem Tiết Thiên Lang thi thể bắt lại. Đến cùng thế nào đều đi qua không thiếu thời gian đi. Tiểu tử kia đem tiết thiên lang, kéo vào dị độ không gian, đáng tiếc chúng ta nhìn không thấy đi qua. Có cái gì tốt suy đoán, một cái vô danh tiểu bối, trăm không phải tiết thiên lang đối thủ, ta dám đánh cược. Hàm trì trước, mấy trăm danh thiên tài, nghị luận ầm ĩ. Kỷ Long sắc mặt trầm trọng đạm đài cô nương, ngươi nói tần thiên huynh, sẽ có hay không có ngoài ý muốn. Đạm đài vô tâm lắc đầu ta không biết ông 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 một giây sau hư không vặn vẹo dập dờn đi ra một bóng người chính là tần thiên tiếc thiên lang thi thể bị vô tình để tại trên mặt đất cởi trần ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong tần thiên xoa xoa đôi bàn tay mở miệng cười nói thế nào a à chưa vị phản đối ta chiếm cứ hàm trì tẩy lễ tư cách tiếc thiên lang ta đã trải qua dết phía dưới liền muốn biết rồi còn có ai phản đối ta đây lạnh lùng hí ngược thanh âm trung động, tất cả mọi người tại chỗ linh hồn. Bao quát đạm đài vô tâm, đều là đẹp mắt trước nay chưa có hoảng sợ, kinh diễm, gia hỏa này, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Thủy Linh Nguyệt dụi dụi con mắt, tỷ ta nhất định là tại nằm mơ, cái này ác tặc yêu nghiệt, làm sao có thể, giết tiếp thiên lang. Không phải đang nằm mơ, cái kia chính là tiết thiên lang, thủy linh thiên ngữ khí có chút ngưng trọng, thực sự là đáng sợ nhân vật. Lộc cộc dám vì các hạ là thế nào giết tiếp thiên lang hắn nhưng là đại đế cấp chân thần cảnh đệ ngũ bộ cường giả mà ngươi mới một cái tu vi đồng dạng là ở đại đế cấp chân thần cảnh cấp độ thanh niên tò mò hỏi ý kiến hỏi ha ha giết thế nào tự nhiên là dùng đôi tay này tần thiên ngửa mặt lên trời cười to bất nói nhiều lời hàm trì tẩy lễ tư cách ta muốn ba cái ai không phục lập tức đứng ra đừng lãng phí thời gian sức một mình, chiếm lấy ba cái hàm trì tẩy lễ tư cách, chuyện chưa từng có nha. Tự nhiên có không ít người, trong lòng phẫn nộ cùng phản đối, lại không dám lên tiếng. Tần Thiên có giết chết Tiết Thiên Lang thủ đoạn, đã là, thật sâu chấn nhiếp rồi, tất cả mọi người. Tỷ, làm sao bây giờ Thủy Linh Nguyệt nhìn về phía Thủy Linh Thiên? Ta nhiều nhất, cũng là cùng Tiết Thiên Lang thế lực ngang nhau mà thôi, không có cách nào tùy hắn đi đi Thủy Linh Thiên thở dài còn nữa, Linh Nguyệt, không cần đang mắng cái nào tần thiên ác tặc yêu nghiệt, miễn cho chọc giận cái quái vật này, nguy hiểm đến tính mạng. Giết người lập uy, thật là không tồi. Tần thiên quay người, nhìn về phía Kỷ long, đạm đài vô tâm tới đi, chúng ta tiến vào hàm trì. Nhảy lên, đến rồi đầm nước mặt ngoài, mười cái trong bệ đá một cái, quỳ gối ngồi xếp bằng xuống, tần thiên lập tức cảm giác được, cái này hàm trì bên trong có lấy một loại, huyền diệu mênh mông năng lượng, rót vào đến, Viếp nhục chi khu bên trong, tưới nhường tứ chi của mình bách hải, từng khúc linh hồn. Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệp thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, tiếp nhận hàm trì tẩy lễ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 32 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 40 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 50 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 60 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 70 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 80 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 90 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thông thiên chân thần cảnh 99 bước. Thống khoái nha. Cái này hàm trì tẩy lễ, gần như sắp muốn ta từ thông thiên chân thần cảnh, trèo lên đến vương cấp chân thần cảnh. Tần Thiên vừa lòng thỏa ý, mở to mắt. Hàm Dương Đại Lục bên trên, cả thế gian đều chú ý Hàm Trì Đại Hội, cũng là đến rồi kết thúc lúc kết thúc. Tiếp nhận rồi Hàm Trì sau thử thách, Kỷ Long đột phá đến Đại Đế cấp chân thần cảnh một bước, Đạm Đài vô tâm đột phá đến Vương cấp chân thần cảnh mười bước. Thực lực giống nhau, bay vọt về chất. Ha ha, Tần Thiên huynh đệ, ta có thể chiếm cứ Hàm Trì tẩy lễ tư cách, đều là công lao của ngươi nha, đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngươi có phiền toái gì, một mực đến vạn long tông tìm ta. Kỷ Long lời thề son sắc vỗ bộ ngực cam đoan nói. Đi thôi. Rời đi cái này, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hàm trì sơn trang bên ngoài, Kỷ Long cáo từ trước. Ngươi có tính toán gì không? Tần Thiên nghiêng đầu nhìn về phía đạm đài vô tâm. Nữ hài không nói gì, thân hình thoát một cái, phía sau thần thánh tứ dực thiên sứ cánh triển khai, bay đi. Đậu đen rau muống muốn hay không chơi như vậy. Căn bản không có coi ta là chuyện nha. Tần Thiên dở khóc dở cười, được rồi, ta phía dưới, muốn đi nơi nào đây? Đi một bước, nhìn một bước đi. Cân Đẩu Vân gọi ra, dẫm lên trời đi. Hai ngày sau, tráng lệ dưới bầu trời, một tòa trên đại thụ che trời, thiếu niên lười biến dựa lưng vào cây khô to lớn thượng thừa mát. Ha ha, nguyên lai like ở chỗ này nha, có thể tính để cho ta tìm được ngươi một cái sông đuôi ngựa biện tiếu mị thiếu nữ từ trên trời giáng xuống tần thiên lười biến ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ cảnh giác ngươi là ai huyền tâm cười một tiếng phá lệ động lòng người ngươi không biết ta thế nhưng là nhận biết ngươi nha tần thiên đúng hay không là ta tần thiên gật đầu trước mắt cái này bỗng nhiên nhảy ra tới quái rầy mình lười biến nữ nhân khí tức thâm thúy thế mà nhìn không thấu nàng tu vi cảnh giới thực sự là đáng sợ bản thân giống như không có đắc tội qua nhân vật này đi. Vậy thì đúng rồi, hình dạng của ngươi, ta cũng là nhận được, ngươi không thừa nhận, cũng không đáng kể huyền tâm trong tay, vẽ hàng quan trường kiếm xuất hiện hiện tại cho ngươi hai con đường, con đường thứ nhất, ta đưa ngươi đi địa ngục, thứ hai con đường, trời đi thiên mang giới, muốn đi chỗ nào đều được. Thì là không thể đợi tại thiên mang giới. Tê cả da đầu, bóng ma tử vong thẩm thấu linh hồn, tầng thiên một mặt sương mù, cô nương, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không oán không cừu đi. Hì hì. Ta bất kể có oan có thù, nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi đuổi đi, không thức thời, giết ngươi, cũng là có thể được. Huyền tâm vừa nói, còn cố ý lắc lư một cái trường kiếm trong tay, toàn thân ngân quan hiện động trường kiếm, phản chiếu ra từng sợi ánh sáng chói mắt. Đại gia. Cái này trên trời rơi xuống mang đến giết người lâm muội muội nha, tần thiên liếm môi một cái, thất thập nhị biến, định thân thuật. Cân đẩu vân Hai loại thủ đoạn, một trước một sau, hoàng mỹ phóng thích. Thất thập nhị biến, giam lại thiên địa vạn vật. Nâng lên bụi bặm lá xanh bên trên nằm sấp trùng tử, thiên không phiêu động biến ảo khó lường đám mây, vẫn là dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến trùng sáng, giống nhau ở vào dừng lại trong tấm hình. Cân đẩu vân Tần thiên dưới thân thất thải vân hà nhảy lên, nhanh tốc độ nổi bật, chớp mắt trốn vào bay đến xa xôi chân trời. Nữ nhân kia, tu vi thâm bất khả trắc, ta căn bản xa hoàn toàn không phải đối thủ. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang vọng. Tần thiên con ngươi co vào, phía trước hư không dập dần, váy dài bồng bềnh, thanh mỹ xinh đẹp, song đuôi ngựa thần bí nữ hài, cất bước đi ra, thâm thúy linh động đôi mắt đẹp, lấy một loại kinh diễm hào quang, từ đầu đến chân thẩm lượng lấy phía trước áo trắng như tuyết tiêu tà thiếu niên, trầm ngâm chốc lát. Hỏi nói, ngươi cái kia giam cầm chi pháp, đến từ đâu? T. Tần Thiên hít sâu một hơi nên ta hỏi ngươi đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Giống như biết rồi ta không ít chuyện nha, còn đối với ta có không nhỏ địch ý. Thông Thiên chân thần cảnh 99 bước tu vi, thi triển ra giam cầm chi pháp, ngay cả ta đều là bị ám toán, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền tâm lầm bầm lầu bầu một tiếng về sau, môi anh đào khóe miệng nhấc lên một nụ cười hồ độ, Tần Thiên, ta thế nhưng là đem đường sáng chỉ cho ngươi. Lập tức rời đi thiên mang giới, chạy trở về địa phương nào đều tốt, tỉ như quê hương của ngươi, tiểu vị diện cửu trọng thiên, không ở lại thiên mang giới, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nàng! Lại còn biết rồi, quê hương của ta, tiểu vị diện cửu trọng thiên. Tần thiên não hải banh ông, suy nghĩ bay vọt tràn trọc ngươi. Chẳng lẽ nhận biết một người? Ha ha! Ta không nói cho ngươi. Huyền tâm cười mỉm lắc đầu, mau nói ngươi là lựa chọn lưu tại thiên mang giới vẫn là trở về cửu trọng thiên không đi tần thiên mỗi chữ mỗi câu tiếng nói trầm thấp nghiêm túc không tìm được nàng ta thề không bỏ qua nhìn thiếu niên kiên định không thay đổi ánh mắt huyền tâm trong lòng hơi dập dần ngược lại là rất si tình nha bầu không khí biến có chút cứng nhắc ngươi không phải muốn giết ta à làm sao còn chưa động thủ tần thiên dĩ nhiên làm xong mở ra bất tử chi thân liều chết đánh một trận chuẩn bị. Muốn từ trước người cái này nữ nhân thần bí trong tay đào tẩu, nhất định phải liều mạng, mới có thể. Giết hắn, sư tỷ sợ là sẽ phải cùng ta trở mặt, không giết, để gia hỏa này tìm được sư tỷ đây không phải là hỏng sư tỷ tu luyện thái thượng tâm kinh chỉ thủy tâm cảnh à. Huyền tâm thần sắc, rất là xoắn suýt phức tạp, tần thiên, ta muốn thử một chút thực lực của ngươi, nhìn xem ngươi có không có tư cách, đi đăng thiên linh vực. Lên trời! linh vực tần thiên mơ hồ đó là nơi nào vô duyên vô cố ta vì sao muốn đi đâu bên trong ngươi từ tiểu vị diện không xa vạn dặm đột phá tầng tầng gông xiền, đến rồi thiên mang giới thật không dễ dàng đối với sư tỷ si tình ta xem như thấy được tăng thêm giết ngươi ta chỉ sợ sư tỷ sẽ cùng ta trở mặt cũng chỉ có thể dùng biện pháp này huyền tâm bất đắc dĩ khoát tay áo thản nhiên bẩm báo không tiếp được ta nhất kiếm ngươi trở về cửu trọng thiên đi không quay về cũng không được, ta phế bỏ ngươi tu vi. Sư tỷ Đến một bước này, tần thiên sáng tỏ thông suốt ngươi, ngươi biết rồi băng nhi tại đây, đúng hay không? Mau nói cho ta biết. Hì hì, trước tiếp ta một kiếm, tại nói cho ngươi huyền tâm trường kiếm trong tay, phong mang tất lộ, tản ra sắc bén ba động, khoái động thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào. Đây vẫn chỉ là nữ hài, một góc của băng sơn lực lượng, thật không biết nói nàng toàn bộ lực lượng, kinh khủng bực nào cấm kỵ trình độ cấp độ. Bày ra ngươi mạnh nhất phòng ngự. Đinh. Đinh. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, mở ra tà giáo bất tử chi thân hình thái. Tà giáo bất tử chi thân, chủ ký sinh mở ra sau có thể vào bất tử giai đoạn, nhục thân linh hồn phá diệt cũng có thể cấp tốc diễn sinh khép lại, đồng thời đối tự thân tổn thương, có thể chuyển di cấp cho chủ ký sinh ý niệm tỏa định địch nhân, không cần đặc thù nghi thức, tiếp tục hiệu quả 5 phút đồng hồ. Hắc bạch tiên minh giữ tận quỷ dị đồ án, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt. Lúc đầu Tuấn Mỹ sát phạt thiếu niên, trong khoảnh khắc biến, phản phất là một tôn tà ác thần linh, giá ở đây, để cho người ta không rõ bất an. Huyền tâm cũng là lông mày nhíu lên, phá lệ hồ nghi, ngươi. Đây chính là ngươi mạnh nhất phòng ngự. Cái quỷ gì? Hừ. Không cần làng nhà làng nhằn, ta đón lấy ngươi nhất kiếm bất tử, bất bại lời nói. Ngươi liền phải đem ta muốn biết sự tình, đủ số, một năm một mười nói cho ta biết tần thiên ngữ khí chắc chắn, không thể nghi ngờ. Đáng giận. Tu vi như thế thấp kém, ngữ khí ngược lại là cường ngạnh rất nha. Huyền tâm giận tái đi cạn quát, nhất kiếm chém ra. Hồng học thiên không, để trảm thành hai nửa. Một đạo ống ánh trong suốt, như là thủy tinh tạo hình, mang theo cấm kỵ chi uy, miễu sát đại đế cấp chân thần cảnh đỉnh phong cường giả đều dư xài kiếm quan không có chút nào lưu tình trảm đánh vào thiếu niên trên lồng ngực phốc phốc máu tươi nhiễm đỏ thiên không tần thiên nhục thân tại đây kiếm quan đánh xuống bể huyết vụ a à, chơi quá lửa gia hỏa này làm bộ ta mới dùng một chút khí lực sẽ không chết đi huyền tâm lúng túng sờ lên chóp mũi sư tỷ ngươi có thể oán không đến ta nha là nam nhân này quá không coi ai ra gì tự cho là nói cái gì lời ngu ngốc đây hài hước thanh âm quanh quẩn tại u ám bên dưới vòng trời huyết vụ nhúc nhích khép lại tạo nên ra tầng thiên thân hình tới chủ yếu nhất là tầng thiên tái sinh máu thịt về sau khí tức không có chút nào phúc độ cùng hạ xuống huyền tâm giật nảy mình ngạc nhiên không thôi ngươi là làm sao làm được bất tử chi thân huyết nhục của ta linh hồn tan vỡ đều có thể trong nháy mắt trọng sinh nói thế nào ngươi trảm diệt chỉ là nhục thể của ta tần thiên bướng bỉnh trả lời ngươi không có khả năng nhục thân linh hồn phá diệt đều có thể trọng sinh trên đời tại sao có thể có như thế nghịch thiên năng lực ngươi là làm bừa không công bằng đón thêm ta mấy kiếm huyền tâm khuôn mặt nén giận huy động trường kiếm mấy đạo kiếm đạo bay bắn đi ra bành 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 tần thiên nhục thân lại độ hủy diệt bất quá sau một khắc lại là hoàn hảo không hao tổn đi ra, nữ nhân. Ngươi không nên quá phận, đánh thắng chỉ tiếp ngươi nhất kiếm, ngươi đều chặt ta mấy kiếm. Bất tử chi thân. Huyền tâm đi lên trước, trường kiếm dơ lên, thổi phù một tiếng đâm vào thiếu niên lồng ngực, phát hiện tầng thiên lông mày đều không nhíu một cái, sinh mệnh khí tức cũng không có mất đi một tơ một hào, ngươi thật là bất tử chi thân. Cái này quá nghịch thiên, không cùng luân lý nha phúc 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 nữ hài tựa như là tìm được mới lạ đồ chơi trường kiếm trong tay ẩn chứa tiết tấu hình lần lượt xuyên thấu bộ ngực của thiếu niên a à, đậu phộng đại gia ngươi ngươi coi ta là thành tạo điều kiện cho ngươi thí nghiệm chuột bạch tầng thiên nổi trận lôi đình một quyền đánh ra hai cây tinh tế ngón tay duỗi ra một mực kẹp lấy tay của thiếu niên cổ tay huyền tâm đôi mắt đẹp lập lòe bất tử chi thân cái này là làm sao tu luyện ra được ngươi nói cho ta biết ta lập tức liền dẫn ngươi đi gặp sư tỷ. Ý nghĩ hảo huyền. Trên đời này, có cái này thân bất tử, chỉ có một mình ta mà thôi. Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi, tiểu nương môn, ngươi chờ ta. Một ngày kia, ta không ở đây ngươi ngực làm mấy cái khe hở, quyết không bỏ qua. Thiên mang giới, kéo dài vạn cổ, bao nhiêu cái tuế nguyệt thế kỷ. Tung hoành vô cùng thủ đoạn, cái thế nhân vật vô địch, nhiều lần hoành không xuất thế nhưng là tung nhìn cổ kim, cũng không một người, có thể có, nghịch thiên, bất tử chi thân, năng lực nha. Có, bất tử chi thân. Chẳng phải là nói, vô luận ngươi cảnh giới cỡ nào thấp kém, tại cường đại người, đều ách giết không được ngươi à. Huyền tâm khuôn mặt suy tư, lớn sau một lúc lâu, kinh hô hô nói, sư tôn nói qua, càng là thủ đoạn lợi hại, tai hại càng lớn. Ngươi cái này, bất tử chi thân, một nhất định có đặc thù hạn chế cùng phản vệ đi. Tần Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV con ngươi nghiêm nghị, mẹ kiếp, đáng giận này tiểu nương môn, không riêng thực lực ta không thể chống đối, nghĩ không ra đầu óc của hắn, cũng là rất nhạy quan nha. Ta nhìn ngươi da dẻ, đột nhiên bao trùm tầng một đen đồ án màu trắng, cùng bất tử chi thân có liên hệ nha, hoặc là ngươi mở ra bất tử chi thân về sau, da dẻ liền lại biến thành bộ dáng như vậy. Huyền tâm vây quanh thiếu niên, đi vòng vo vài vòng. Nhàn thoại ít nói ngươi chơi đủ chưa dựa theo ước định ta tiếp rồi ngươi cũng không chỉ nhất kiếm hiện tại nên nói cho ta biết hết thảy đi tần thiên mỗi chữ mỗi câu khiển trách hỏi cốt a để ngươi biết cũng không nhất định là sự tình tốt ngươi si tình tại sư tỷ đi vào thiên mang giới ta thật bội phục nhưng là bây giờ ngươi và sư tỷ hoàn toàn là hai cái thế giới tồn tại khoảng cách quá xa nhìn xem nếu không phải cái này bất tử chi thân ngươi đều bị ta giết chết trăm ngàn lần huyền tâm thu hồi trường kiếm nói nghiêm túc nói bất tử chi thân quan bế tần thiên màu da khôi phục bình thường nương theo lấy hư nhược giai đoạn giáng lâm toàn thân cao thấp để không nổi một chút khí lực phốc phốc một đạo chỉ quan xuyên thấu thiếu niên đầu vai máu tươi vẫy ra trạng thái hư nhược dưới cái này đầu vai đản sinh ra thương thế mang tới cơn đau kém chút để Tần Thiên bất tỉnh đi ta. Nữ nhân điên! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có bản lĩnh giết ta. Nếu không ngày sau, ta nhất định khiến ngươi vạn lần hoàng lại. Từ đầu tới đuôi, cái này huyền tâm giống như là một người hiếu kỳ tâm rất nặng tiểu hài, đem mình làm là mới là món đồ chơi trà đạp, lận. Như thế đè nén bị khuất, Tần Thiên bị qua mấy lần. Sau trong linh hồn bộc phát ra phẫn nộ, không gì sánh kịp cho thiếu niên cắn người khác ánh mắt khóa chặt huyền tâm thân thể mềm mại rung lên nàng được chứng kiến rất nhiều cái thế vô địch cường giả thiên tài nhưng là còn chưa từng nhìn thấy có người thể hiện ra kinh khủng như vậy ánh mắt giống như là một đầu tóc giận cấm kỵ hồng hoang cự thú ngươi đừng nhìn như vậy ta ta chỉ là thử xem ngươi bất tử chi thân có phải hay không là biến mất huyền tâm nuốt nước bọt ngữ khí mất tự nhiên bởi vậy xem xét à ngươi mở ra bất tử chi thân lúc, màu da chính là cái nào quỷ bộ dáng đúng không? Hơn nữa bất tử chi thân quan bế về sau, sẽ tiến vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Ta nói đều đúng không? Coi như ngươi nói đều đúng, thì thế nào? Tần thiên nắm đấm nắm chặt. Khoai ma tà đạo thủ đoạn, không tính là chân chân chính chính bất tử chi thân, gặp được cường đại tới cực điểm người, đem linh hồn của ngươi trực tiếp phong ấn đến cửu u địa ngục, một dạng có thể giết ngươi. Huyền tâm tháng thở ra một hơi. Ha ha. Phong ấn ta linh hồn. Cái kia cũng muốn lấy, làm đến làm không được. Ta trốn tới về sau, hắn lại sẽ là dạng gì thảm thiết hạ tràng. Tần thiên hít sâu một hơi, ngươi đến cùng có nói hay không? Cùng ta mù nói bậy, rất có ý tứ à. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, sư tỷ tại đăng thiên linh vực, ta biết rồi chuyện của ngươi à, là bởi vì sư tỷ thường thường, giống như ta nói dông dài, tại tiểu vị diện cửu trọng thiên thời điểm liên quan tới ngươi tình huống còn nói ngươi đào hôn sự tình lúc đó ta nghe thế nhưng là hận không thể muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh sư tỷ của ta loại nào nữ tử ngươi cũng dám đào hôn bất quá ngươi lạc đường biết quay lại lại trở về lạc phủ lắc lư đến rồi sư tỷ của ta đúng không cũng chính là sư tỷ mềm lòng đổi lại là ta buồn cười đổi lại là ngươi ta cảm thấy trên đời này chưa có người nguyện ý cưới ngươi làm vợ đi. Tần Thiên nhếch miệng. Cái gì? Huyền tâm ngẫn người, vương bác đảng. Ngươi có gan, nói lại lần nữa xem. Ta đem ngươi giết, thi thể ném tới hoang sơn giả lĩnh, sư tỷ cả một đời, đều khó có khả năng biết rồi, cũng oán không đến ta. Ngươi chỉ cần không nói ta, ta liền sẽ không nói ngươi. Hiện tại ta chỉ nghĩ biết rồi băng nhi, tại đăng thiên linh vực địa phương nào. Tần thiên mắt lóng lánh. Từ khi đi vào thiên mang giới, Long Phượng Thương Nguyệt bội lên cảm ứng một khắc, chính mình là tâm lý, mỗi ngày nhớ mong lạc băng nhi chỗ tại hành tung, hận không thể bay qua, nhưng là cái kia cảm ứng mơ hồ, chỉ có thể xác định nàng mới thiên mang giới. Thiên mang giới, nhất là hưng thịnh du địa phương xa, chính là đăng thiên linh vực. Sư tỷ thân phận bây giờ là đăng thiên linh vực, thái thượng vong ưu cung thiếu cung chủ. Người biết không, sư tỷ tu luyện thái thượng vong ưu cung đệ nhất diệu pháp, Thái Thượng Tâm Kinh Thái Thượng Vong Ưu Cung Thiếu Cung Chủ tu luyện Thái Thượng Tâm Kinh Tần Thiên nói một mình Tái diễn ta nhất định sẽ đi tìm nàng để ngươi dẫn ta đi đăng thiên linh vực ngươi cũng sẽ không đúng không? Hừ Xem ra ngươi thật là nghe không hiểu ta Huyền Tâm lộ ra rất là mất hứng sắc mặt Thái Thượng Tâm Kinh chính là ta Thái Thượng Vong Ưu Cung đời thứ nhất tổ sư truyền thừa xuống vô thượng tâm Pháp huyền bí vô song Lịch đại thái thượng vong ưu cung trưởng giáo, tìm hiểu bất quá là gia lông liền đã đứng ngạo nghễ thiên mang giới đỉnh phong vị trí từ khi cung chủ tại cửu trọng thiên tiểu vị diện mang về băng nhi sư tỷ về sau chính là khiếp sợ phát hiện thái thượng tâm kinh cái này môn vô thượng tâm pháp tại băng nhi sư tỷ trong tay vô luận hạng gì khó xử đều giải quyết dễ dàng hiện nay sư tỷ đã là đến rồi thái thượng vong tình cấp độ giai đoạn bước kế tiếp chính là đến rồi thái thượng trảm tình giai đoạn đợi một thời gian băng nhi sư tỷ thành tựu sẽ áp đảo lịch đại thái thượng vong ưu cung trưởng giáo phía trên trở thành thiên mang giới người mạnh mẽ nhất thái thượng tâm kinh thái thượng vong tình giai đoạn tần thiên cười lạnh giải thích thế nào nghe rõ ràng huyền tâm có chút nghiêm túc thái thượng tâm kinh là một môn để cho người ta tạo nên linh hồn đến thái thượng hỗn độn thanh minh lĩnh vực nhất định phải ném ra ngoài hồng trần tục niệm thất tình lục dục Sư tỷ sở dĩ còn không có trùng kích đến Thái thượng Trảm Tình lĩnh vực, cũng là bởi vì ngươi. Từ khi nàng cảm giác ngươi xuất hiện ở Thiên Mang giới, liền mỗi ngày cơm nước không vào, cũng không tu luyện. Vốn chỉ muốn Thái thượng vong tình, lĩnh vực giai đoạn, sư tỷ sẽ nhạt quên đi ngươi, ai biết được ngươi gia hỏa này đột nhiên đến rồi Thiên Mang giới. Nếu là ngươi tự mình đến rồi sư tỷ trước mặt, nói không chừng sư tỷ yên tĩnh chẳng qua là vong tình cảnh giới, trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ, mấy năm khổ tu thất bại trong gan tất. Ha ha ha. Băng Nhi. Phu quân nhất định sẽ rất sớm tìm tới ngươi. Tần Thiên trong lòng kích động, cậu thí thái thượng tâm kinh. Bất quá là các ngươi thái thượng vong ưu cung vì bản thân tư dục, cưỡng ép để cho nàng tu luyện. Đăng Thiên linh vực, thái thượng vong ưu cung, ta Tần Thiên ít ngày nữa bái phỏng, ngươi có thể đi về. Ta Tần Thiên, ít ngày nữa bái phỏng ngươi thái thượng vong ưu cung. Ngươi có thể đi về. Thiếu niên kiên định như là bàn thạch thanh âm, thật lâu không tản đi hết, chữ nào cũng là châu ngọc, quanh quẩn trên hư không. Tốt lắm, ta tận tình khuyên bảo nửa ngày, ngươi vậy mà bất vi sở động. Huyền tâm nghiến răng nghiến lợi, hừ, sư tỷ là thái thượng vong ưu cung tương lai hy vọng, sư tôn cho kỳ vọng cao. Cho dù là ta, hôm nay chưa trừ diệt ngươi. Ngươi muốn đi đăng thiên linh vực, sư tôn cũng sẽ vô tình mạt sát ngươi. Ngươi cần phải biết. Bản thân đi vào thiên mang giới, cũng tao ngộ qua rất nhiều gặp trắc trở, không ngại, thái thượng vong ưu cung, đứng ở đối diện với của ta, trở thành địch nhân. Tần thiên cười cười. Ngươi! Huyền tâm nói thật, vô cùng tức giận, cũng có một chút xíu xúc động. Trước mắt nam nhân này, dựa vào cùng với chính mình, từ thấp kém tiểu vị diện cuộc khởi, đi vào thiên mang giới, cho đến ngày nay, còn có không thể kinh thường năng lực, kiên cường tín niệm, nói không chừng về sau, cũng là thiên mang giới một phương kiêu hùng cự đầu. Vậy ta cho ngươi chỉ một con đường. Ngươi đến rồi đăng thiên linh vực, sư tôn nhất định sẽ xuất thủ gạt bỏ ngươi. Bất quá ngươi nếu là mang theo một cái xưng hào đi, sư tôn hoặc nhiều hoặc ít, sẽ tha cho ngươi mấy phần. a à, nghe ngươi ý tứ, là dự định giúp ta. Tần thiên ngoài ý muốn. Ta cũng là không thể gặp, sư tỷ mỗi ngày vẽ mặt hốt hoảng, nói lại nhảy chờ ngươi đi tìm nàng, nói không chừng sư tỷ gặp được bản thân ngươi bộ này đức hạnh, sáng tỏ thông suốt, không cần ngươi nữa đây. Huyền tâm khoát tay áo, trả lời. Ngươi, ta là đức hạnh gì? Tần thiên thật là đối trước mắt tiểu nương môn, có loại ngọn lửa vô danh nha. Con đường này, rất khó. Bất quá cũng là ngươi có tư cách, đi bái phỏng ta thái thượng vong ưu cung, đường tắt duy nhất. Đi tranh đoạt một cái, thiên địa thánh tử, xưng hào đi. Quyền Tâm hít sâu một hơi, sắc mặt mang theo phức tạp, Thiên Mang Giới, toàn thân cách cục, đăng Thiên Đại Lục, ở vào đỉnh phong, cự đầu sang sát, cái thế kiêu hùng cường giả chiếm cứ, chính là Thiên Mang Giới một cái đỉnh chứa cực hạn ở tại. Nhưng mà đăng Thiên Linh vực bên ngoài, còn có 800 siêu cấp đại lục khu vực. Chúng ta dưới chân khối này Hàm Dương Đại Lục, căn bản là Thiên Mang Giới một cái bất nhập lưu đại lục. 800 khối siêu cấp đại lục khu vực một năm về sau, sẽ cử hành một trận thiên địa thánh tử đại chiến đếm không hết anh tài tề tụ thủ. Đếm không hết anh tài, lẫn nhau chém giết, chỉ vì tranh đoạt, cái kia tám cái thiên địa thánh tử danh hiệu vinh dự. Chiếm được thiên địa thánh tử xưng hào, chính là chiếm được thiên địa tán thành, cho dù một vị thiên địa thánh tử đến rồi đăng thiên linh vực, đều sẽ chuẩn bị được coi trọng, cùng chú ý. Ta hiểu tần thiên nhẹ gật đầu thời gian một năm, ta còn có thể tiếp tục đầy đặn bản thân cánh chim ngươi sau khi trở về chuyển cáo băng nhi để cho nàng tâm vô bàn vụ tu hành một năm sau một ngày nào đó ta nhất định nhưng xuất hiện ở trước mắt của nàng như nếu nuốt lời trời tru đất diệt sẽ không tiếc tự giải quyết cho tốt đi thiên địa thánh tử đại chiến thảm liệt trình độ không phải ngươi dựa vào cái kia tai hại đầy dẫy bất tử chi thân liền có thể kiên trì huyền tâm ý vị thâm trường vừa nói quay người bay đi. Nửa tháng sau, khoảng cách Hàm Dương đại lục, xa xôi hoang vu mặt đất bao la bên trên, thiếu niên chân đạp thất thải vân hà chạy như bay. Đã biết Lạc Băng Nhi chỗ ở nơi nào, Tần Thiên trong lòng dễ dàng không ít cái gọi là thiên địa thánh tử đại chiến, cũng có một năm, bản thân không có tương lai một đoạn thời gian, cần phải tận hết sức biện pháp, đến đề thăng bản thân thực lực tu vi. Cũng không biết, ta giờ phút này ở vào cái nào thiên mang giới, cái nào địa khu đông 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 rộng lớn bát ngát đại địa bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên chia năm xẻ bảy mây đen ngập đầu sấm sét vang dội một phái tận thế cảnh tượng dọa dạ ta một hồi đây là có chuyện gì tần thiên ngạc nhiên thần cấp tam câu ngọc rin saringan mở ra bắt được xa xôi một phương bên trong dãy núi một đoàn sáng chói như là vạn trượng hỏa dương liệt nhật chậm rãi dâng lên cái này là vật gì kinh người như thế động tĩnh mặc kệ đi tìm tòi hư thực. Cân đẩu vân nhanh tốc độ, phát huy vô cùng tinh tế hiện ra, tầng thiên đi mà đến. Một chút. Thiếu niên thân hình, dừng lại ở sơn mạch trước. Ngay phía trước, cái kia một đoàn sáng chói như trời ánh sáng, trôi nổi giữa không trung, dào dạc lan tràn ra bá đạo, vô cùng ba động, để cho người ta không dám nhìn thẳng cùng tới gần xúc động. Ngập trời động tĩnh, dĩ nhiên là hấp dẫn, không ít nhân vật cường đại giáng lâm nơi đây. Cái này, Trời ạ, à, chẳng lẽ là pháp tắc tinh hoa lực lượng? Một cái lớn tuổi cổ hy, tu vi đại đế cấp chân thần cảnh 99 bước đỉnh phong lão đầu, tự lẩm bẩm, không thể tin được. Pháp tắc tinh hoa Đó là đạt tới pháp tắc lĩnh vực cấp độ cường giả mới có thể tạo nên ra đồ vật. Mỗi một vị pháp tắc lĩnh vực giai đoạn tu vi nhất định phải khống chế một loại pháp tắc lực lượng. Pháp tắc phong phú, 3.000 pháp tắc, đảm nhiệm chọn một mà thôi có chút cường đại pháp tắc cảnh cường giả vẫn lạc về sau, lưu lại trong cơ thể pháp tắc chi lực, sẽ diễn hóa thành một loại pháp tắc tinh hoa, còn sót lại thế gian, bao hàm năng lượng trong đó, không cách nào tưởng tượng. Liếm liếm phát khô bờ môi, tần thiên trong lòng khoái động vận khí quả thật không tệ. Cái này pháp tắc tinh hoa hấp thu, thật không biết nói ta tu vi, sẽ bạo tăng đến bực nào cấp độ. Ha ha ha! Đã là pháp tắc tinh hoa cái kia chính là thuộc về bổn tông chủ. Một cái con ngươi sâm nhiên trung niên nhân, ngửa mặt lên trời cười to, cho thấy hỗn độn chân thần cảnh cấp độ khí tức, áp sập vạn cổ, để cho người ta kiên kỵ. Tần thiên ánh mắt trầm trọng chân thần lĩnh vực. Hỗn độn chân thần cảnh là tục cùng nhất, ta có thể chơi không lại nha. Bất quá. Cùng lắm thì dùng thất thập nhị biến giam cầm bọn hắn, tại lấy đi cái kia pháp tắc tinh hoa lực lượng, bỏ trốn mất dạng như thế cách làm, ta cũng là quen việc dễ làm đi. Trăng rắc. Biến cố đồ sinh, lóa mắt sáng chói pháp tắc tinh hoa, đúng là chia năm xẻ bảy, biến thành năm phần, vạch phá thiên không bỏ chạy. Chết tiệt. Làm sao sẽ chơi như vậy nha, tầng thiên im lặng, khóa được một đạo pháp tắc tinh hoa mảnh vỡ, cân đẩu vân thi triển, theo đuổi không bỏ. Đồng thời đuổi theo cái này một đạo pháp tắc tinh hoa mảnh vỡ còn có 10 cái tu sĩ. Hừ. Tiểu tử từ đâu tới, thông thiên chân thần cảnh 99 bước tu vi, cũng dám đến cùng làm việc xấu. Một cái đế cấp chân thần cảnh 90 bước thanh niên, cười lạnh một tiếng, chính là giơ tay lên một chưởng đánh ra, ý đồ mặt sát tần thiên. Cút! Tần thiên gương mặt lạnh lùng. Thần cấp tam câu ngọc Trine gan đồng lực phát tiết lao nhanh. Siêu cấp, thần la thiên chinh. Bành! Bành! Không thể nhìn bằng nửa con mắt đồng lực lực trùng kích bên trong, đế cấp chân thần cảnh 90 bước tu vi thanh niên, miệng to thổ huyết, vẫn rơi đến trên mặt đất. A. À, tiểu tử kia. Tại sao có thể có như thế long trời lở đất lực lượng, khó có thể tin, 10 cái tu sĩ chú ý tới một màn này, trong lòng lúc này, đối với tầng thiên thận trọng rất nhiều. Cắn không thả, một đường truy đuổi. Phía trước, pháp tắc tinh hoa mảnh vỡ, chui vào một cái đầm nước bên trong biến mất không còn tâm tích. Sư Sư Theo pháp tắc mảnh vỡ tinh hoa, chui vào đầm nước, ẩn giấu đi. Mười mấy người tu sĩ thân ảnh, cũng đều là, đứng ở trên đầm nước không, không nhúc nhích tí nào, đề phòng lẫn nhau đứng lên. Tầng thiên cảnh giới, thấp nhất. Thông thiên chân thần cảnh 99 bước. Nhìn chung quanh những người khác, đại đế cấp chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng có năm cái. Còn muốn hai người, có được huyền thiên chân thần cảnh cấp độ tu vi. Các vị, như thế kéo dài thêm, sợ sinh biến cố nha. Hai cái huyền thiên chân thần cảnh tu vi bên trong bà lão, thanh âm khàn khàn chói tai, mở miệng nói thiên địa chi vật. Có năng giả cư chi. Ta xem cái này pháp tắc tinh hoa mảnh vỡ, các ngươi vẫn là tự động rời đi, đừng nghĩ đến, đục nước béo cò. Không sai. Tất cả mọi người cút cho ta một cái khác huyền thiên chân thần cảnh tu vi hán tử, hét lớn trống nói. Si tâm vọng tưởng. Hai người bọn họ liền thành một mạch. Chúng ta cũng phải đoàn kết lại mới là, trước đêm hai người bọn họ đuổi đi, lại nói chia cắt pháp tắc tinh hoa mảnh vụn sự tình. Năm cái đại đế cấp chân thần cảnh tu vi cường giả, dẫn đầu ghi rõ thái tốc độ. Đấu đi đấu đi, chó cắn chó, cuối cùng cái này pháp tắc mảnh vỡ tinh hoa, tất nhiên về ta tất cả tần thiên khóe miệng cười yếu ớt hồ độ đều đi chết đi chiến đấu hết sức căng thẳng huyền thiên chân thần cảnh tu vi hán tử thần lực trong cơ thể mênh mông vô tận trùng trùng điệp điệp phun thả cái kia huyền thiên chân thần cảnh cấp độ bà lão giống nhau là không có nhàn rỗi lấy ra to lớn khí thế giết người chúng ta nhiều không phải là không có đánh bại hai người bọn họ cơ hội năm cái đại đế cấp chân thần cảnh cường giả mang theo mấy cái đế cấp chân thần cảnh nhân vật bắt đầu rồi phản kháng ầm um, ầm um, ầm um. hỗn loạn phong bạo từng lớp từng lớp quét sạch nổ tung tầng thiên bất hiển sơn bất lộ thủy du đảng ở ngoại vi thỉnh thoảng phát ra một đạo công kích huyền viêm đại thủ ấn huyền thiên chân thần cảnh hán tử tế ra thủ đoạn che khuất bầu trời hỏa diễm che phủ một đạo đại thủ trưởng ấn nhớ công kích xuống tới phốc phốc. Trừ năm cái đại đế cấp chân thần cảnh cường giả, làm sao sẽ cố hết sức chèo chống những người khác thổ huyết. Tần Thiên biết rõ cơ hội tới. Ngụy Trang Thành bị đã thương bay rớt ra ngoài tư thái, lọt vào trong đầm nước. Huyền Thiên chân thần cảnh bà lão liếc qua, cũng không nghĩ nhiều. Đầm nước chỗ sâu, cái kia một đạo pháp tắc tinh hoa mảnh vỡ, chiếu sáng rạng rỡ, tảng mắt ra mê người vần sáng, huyền ảo chí cực pháp tắc vận vị, áp đảo vạn vật sinh linh phía trên tần thiên thần sắc vui sướng ta cạc cạc ta không khắc khí hai tay mở ra đem cái kia pháp tắt mảnh vỡ tinh hoa hấp thu gom vào thể nội lập tức là một cổ sắc bén cắt gọt càng không pháp tắc năng lượng huyết nhục chi khu bên trong nổ tung phản phất muốn đem linh hồn đều cắt gọt đây cũng là một loại thường gặp kim thuộc tính pháp tắc kim thuộc tính pháp tắc ngũ hành pháp tắc kim một thủy hỏa thổ bên trong thường thấy nhất một loại chủ sát phạt, sắc bén cắt gọt. Hô hô. Hô hấp quy luật khiên động, tầng thiên tham ô lấy bàn thạch bất diệt ý chí, trấn áp vỡ nát, kim loại sắc pháp là tinh hoa mảnh vụn cùng bạo, cùng bài xếp ba động. Đinh. Đinh. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đạo kim thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh một bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh hai bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh 3 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh 50 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh 60 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh 70 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh 80 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vương cấp chân thần cảnh 90 bước. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỹ năng, thiết các thuật kích các thuật, chủ ký sinh luyện hóa kim thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ tinh hoa, từ đó kích hoạt kỹ năng, thả ra ngoài về sau, có thể đem vạn vật hoàng vũ cắt ra, sắc bén cường hãn. Hưu. Hưu. Hai cái thân ảnh, một trước một sau, xuất hiện ở đầm nước chỗ sâu. Tần Thiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là cái kia huyền thiên chân thần cảnh tu vi hán tử trung niên, còn có bà lão nữ tử. Rõ ràng, hai người là giải quyết những người khác chuẩn bị đến đầm nước này bên trong, tranh đoạt kim thuộc tính pháp tắc mảnh vỡ tinh hoa. Tiểu tử này, hán tử trung niên, con ngươi co vào, tùy theo nổi giận. a à, tiểu tạp toái, cái kia pháp tắc tinh hoa mảnh vỡ đâu? Đã bị ta luyện hóa. Tần thiên móc móc lỗ tai, lẽ thẳng khí hùng, ung dung không vội trả lời, sao? Không phục nha, vậy liền đến cùng ta động thủ thử xem, ta đang có một môn mới kỹ năng, vậy ngươi thử xem sắc bén, không thể thích hợp hơn. Đáng giận. Huyền thiên chân thần cảnh tu vi bà lão, sắc mặt âm trầm, sát khí lộ ra, giết hắn. Đem huyết nhục của hắn luyện hóa, nói không chừng làm sao sẽ đề luyện ra, pháp tắc mảnh vỡ tinh hoa năng lượng tới. Bành bành bành. Đầm nước nổ tung, vỡ nát hầu như không còn, ba bóng người, đứng ở trên bầu trời đối nghịch. Đinh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra Super Saiyan cấp 6. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1.000 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 800 lần điểm chiến lực công suất. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trung cực bát môn độn giáp. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra cao cấp vĩ thú hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra trái ác quỷ, Gomu Gomu no Mi tam cấp. Thương lam sắc, hổ phách trong suốt, như dao tự mãn tóc dài, rối tung ở sau lưng đầu vai tầng thiên khí thế, bạo tăng đến một cái, chưa từng có không có cường đại mà bước. Hai cái huyền thiên chân thần cảnh tu vi cường giả, cảm thụ được như thế giữ tận to lớn khí tức, đều có loại da đầu tê dại uy hiếp. Không nên nha. Tiểu tử này, vì cái gì có khủng bố như thế cấm kỵ thực lực. Chẳng lẽ là ẩn giấu đi cảnh giới tu vi? Dết! Tần thiên máu trong cơ thể lao nhanh, như là thao thao bất tuyệt giang hà. Long quyền bạo phát, kèm theo chung cực tịch tượng. Một quyền ngang ngược đánh ra, có hủy thiên diệt địa uy lực. Miễu sát đại đế cấp chân thần cảnh nhân vật, dễ như trở bàn tay, như gió thu quét lá rụng. Phá cho ta. Hán tử trung niên một trưởng, hóa giải thế bài sơn đảo hải, bá đạo mãnh liệt thế công, thân hình lui lại mấy bước. Yêu nghiệt tiểu tử. Thất thập nhị biến, nhật nguyệt tinh thần. Thất thập nhị biến, thôn vân thổ vụ. Thất thập nhị biến, ngũ hành càng khôn thất thập nhị biến hô phong hoáng vũ thất thập nhị biến hàng yêu phục ma thất thập nhị biến tác đậu thành binh mặc niệm pháp quyết phong phú thủ đoạn thần bí sinh ra trừ này còn không tính xong tần thiên dậm chân một cái phi thân ra ngoài huy quyền như mưa mỗi một quyền đều là sụp đổ hoàng vũ càng khôn thế không thể đỡ bành rầm 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 nửa chén trà nhỏ thời gian xuống tới phương viên mấy chục vạn trăm vạn dặm thiên địa hủy hoại chỉ trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy hai đại huyền thiên chân thần cảnh cường giả cũng đều là liên tục bại lui thần sắc khó coi không thể tại tiếp tục như thế xuất ra toàn bộ thực lực tru sát cái quái vật này bà lão mở miệng quát nói nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha